Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 8. Trên trận bầu không khí có chút đọng lại. Hạ Mẫu sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Tần Nguyên Cường nói, Tần tiên sinh, tiểu nữ là đùa giỡn, nàng nhất định đi, nhất định đi. Ta nói không đi, còn nữa, mụ, ngươi không phải đáp ứng ta đi phần lớn ngây ngô một đoạn thời gian sao? Hạ Nhược Tuyết vô cùng nghiêm túc nói. Nàng rất rõ ràng, có một số việc muốn mình tranh thủ. Lần này một khi đi Tần gia, tất nhiên không phải là chuyện tốt. Tần Nguyên Cường sắc mặt đã có chút không đúng, thanh âm vậy lạnh xuống, uy áp lại là phóng thích mở, thiếu gia nhà ta không thích cự tuyệt, đặc biệt không thích, một khi hắn không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngay tại kiếm bạt nỗ trương thời điểm, một hồi sang sáng tiếng cười truyền tới. Tiếng cười rơi xuống, vậy Tần Nguyên Cường uy áp toàn bộ bể tan tành. Tần Nguyên Cường hơi kinh ngạc, theo tiếng cười ngọn nguồn nhìn lại, liền thấy một cái ông già hướng bọn họ từ từ đi tới. Thấy rõ cái này dáng vẻ của lão giả, Tần Nguyên Cường và Hạ Mẫu sắc mặt đại biến. Ô gia, ô Hạng Minh. Hạ Mẫu rõ ràng nhớ được, mình mời ô gia thời điểm, trực tiếp bị cự tuyệt à. Đối phương làm sao tới? Ô Hạng Minh sau lưng nhưng mà đại biểu ô gia. Hắn Tần Nguyên Cường ở Tần gia địa vị chỉ bất quá coi như là một con chó, nhưng là ô Hạng Minh không giống nhau, hắn ở ô gia có thể là có quyền lực nhất định. Đúng rồi. Ô Hạng Minh hình như là lần này đài võ đạo một trong trọng tài, rất hiển nhiên là thuận đường tới chúc mừng Nhược Tuyết sinh nhật. Nhưng là cho dù là thuận đường tới chúc mừng, vậy đối với Hạ gia mà nói cũng là quá mức ngạc nhiên mừng rỡ à. Hạ gia bao nhiêu lần muốn cùng ô gia xây quan hệ tốt, đều bị vô tình cự tuyệt, nhưng là ai có thể nghĩ tới, Hạ Nhược Tuyết sinh nhật lại liền ô Hạng Minh đều hấp dẫn tới. Hạ Nhược Tuyết nhất định chính là Hạ gia ngôi sao may mắn. Không nghĩ nhiều nữa, Hạ Mẫu nghênh đón, nụ cười trên mặt chất đầy nịnh hót, ô tiên sinh, ngài đường xa tới, chân thực để cho chúng ta có chút ngạc nhiên mừng rỡ à. Ô Hạng Minh cười một tiếng, Hạ tiểu thư tiệc sinh nhật, ta ô gia vẫn là phải cổ động. T. Nghe được câu này, không chỉ Hạ Mẫu, chung quanh một mực chú ý bên này tình huống gia tộc chi đệ cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ô gia lại có thể như vậy cho Hạ Nhược Tuyết mặt mũi. Ở tỉnh Chiết Giang, ô gia nhưng mà nổi danh bế quan tỏa quốc. Chút nào không cùng gia tộc khác có quá nhiều lui tới. Nhưng là ngày hôm nay lại có thể cho Hạ Nhược Tuyết mặt mũi. Quá quỷ dị. Hạ Mẫu cười không ngậm miệng lại được, vội vàng hướng Hạ Nhược Tuyết nói, Nhược Tuyết, còn không cảm ơn ô tiên sinh. Hạ Nhược Tuyết mới vừa muốn nói chuyện, ô Hạng Minh cười nói, không cần không cần, đều là người mình. Người mình. Lần này. Tất cả mọi người càng bối rối. Hạ gia và ô gia cho tới nay không có đóng liên, nói cách khác, ô gia một mực coi thường hạ gia, lúc nào thì trở thành người mình. Ô Hạng Minh nhìn một cái Tần Nguyên Cường, bên đối với Hạ Nhược Tuyết nói, Hạ tiểu thư, ta nghe nói mùa này Ninh Ba đẹp như bức tranh, ta đây là đề nghị Hạ tiểu thư ở chỗ này ở lâu một hồi. Hạ phu nhân, ngươi nói có đúng không? Hạ Mẫu vừa nghe. Chỉ có thể gật đầu, ô tiên sinh nói không sai. Một mực bị điều hưu Tần Nguyên Cường có chút không vui, đối với ô Hạng Minh nói, ô Hạng Minh, người đây là ý gì, người hẳn rất rõ ràng Hạ Nhược Tuyết sau này sẽ là ta người Tần gia. Ô Hạng Minh cười lạnh một tiếng, lời chớ nói quá sớm, chuyện sau này ai có thể biết. Tần Nguyên Cường rất rõ ràng ô Hạng Minh liền là hướng về phía hắn mà đến, tức giận nói, ô Hạng Minh, mời ngươi làm rõ ràng. Người ô gia đã không phải là ngàn năm trước ô gia, bây giờ tỉnh Chiết Giang căn bản không phải các người ô gia nói coi là, đắc tội Tần gia, người hẳn biết hậu quả gì. Ô gia, ô Hạng Minh cười lạnh một tiếng, bây giờ ở hắn trong mắt, ô gia lại coi là cái gì? Hắn chỉ là một người thần phục, đó chính là Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần quan hệ, hắn đã sớm điều tra ra được, tự nhiên sẽ không để cho Hạ Nhược Tuyết đi Tần gia. Còn như Tần gia và ô gia mâu thuẫn, vậy cùng sau này hãy nói. Tần Nguyên Cường, Tần gia quả thật so ô gia mạnh, nhưng là ngươi chẳng qua là một cái Tần gia chó mà thôi, ở ta trước mặt, coi là cái gì. Ta ô Hạng Minh có thể thay biểu ô gia, ngươi con chó này có thể thay biểu Tần gia sao? Ngươi, Tần Nguyên Cường thiếu chút nữa bị tức chết, lạnh như băng uy áp phóng thích mở, nhưng là lại bị ô Hạng Minh dễ như trở bàn tay đánh nát. Hừ. Chúng ta đi nhìn,
Tần Nguyên Cường một phất ống tay áo, trực tiếp hướng một bên khu nghỉ ngơi đi tới. Hiển nhiên là kinh sợ. Thấy một màn này, Hạ Mẫu tạm thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này hai vị cường giả làm sao giống như điểm thuốc nổ vậy đâu. Bất quá Tần Nguyên Cường ở Tần gia địa vị không cao, bây giờ có Ô Hạng Minh, ai trọng yếu, nàng trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Vì vậy Hạ Mẫu liền nịnh nọt nói, Ô tiên sinh, ngày khác nếu như có thời gian, ta, Hoàng Nghiệp cùng với tiểu nữ nhất định lên Ô gia viếng thăm, xin Ô tiên sinh cho nhiều chúng ta nói vài lời tốt. Ô Hạng Minh gật đầu một cái, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, khá vi tôn kính nói, Hạ tiểu thư mặt mũi, Ô Mỗ vẫn là phải bán, tiệc sinh nhật hẳn sắp bắt đầu đi, Ô Mỗ lần này tới tương đối vội vàng, nhưng cũng là chuẩn bị một đạo lễ mọn, hy vọng Hạ tiểu thư không nên chê. Không ngại, Ô tiên sinh khách khí, Hạ Nhược Tuyết có chút mộng. Cái này Ô Hạng Minh thân phận là biết bao tôn quý, mẫu thân cũng phải cẩn thận phục vụ, nhưng là tại sao đối với mình như vậy tôn kính? Sinh sợ đắc tội nàng vậy. Hạ Mẫu vậy rất mộng à, trước kia người khác đều là xem ở Hạ gia mặt mũi, đối với Hạ Nhược Tuyết khách khí. Bây giờ lại có thể trái ngược, đối phương hình như là xem ở Hạ Nhược Tuyết mặt mũi, đối với Hạ gia khách khí. Cái này cái quỷ gì? Hạ Mẫu vắt hết óc vậy không hiểu rõ, đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, đúng rồi. Nghe nói Ô tiên sinh lần này tới Ninh Ba là bởi vì là Trần Bảo Quốc và Diệp Thần đài võ đạo đánh một trận, không biết vậy Diệp Thần có còn hay không còn sống. Nghe được câu này, Hạ Nhược Tuyết sắc mặt ngay tức thì ảm đạm. Cái gì đài võ đạo? Cái gì đánh một trận? Diệp Thần chẳng lẽ xảy ra chuyện? Đúng vậy, Diệp Thần đã đáp ứng mình muốn tới sớm một chút, nhưng là tại sao chậm chạp không gặp bóng người? Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Hạ Mẫu gặp Ô Hạng Minh không nói gì, tiếp tục nói, vậy Diệp Thần cũng là tự tìm cái chết, lại dám tiếp nhận Trần Bảo Quốc vị này Ninh Ba cao cấp tông sư khiêu chiến. Không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Hạ Nhược Tuyết thân thể run rẩy, một loại dự cảm xấu xông lên đầu, nàng hốc mắt ửng đỏ, lại là khá là khẩn trương nhìn về phía Ô Hạng Minh, nói, Ô tiên sinh, Diệp Thần. Diệp Thần, còn sống không? Lời nói vừa dứt hạ. Một đạo lãnh ngạo bóng người xuất hiện ở cửa. Chàng trai người mặc thẳng tây trang, đính tú cao kỳ tầm vóc, bắt chước từ trong suốt thông suốt cẩm thạch tinh khắc ra ngoài đường danh, trên mình lại là tản ra cùng bẩm sinh tới không câu chấp khí chất. Diệp Thần. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo độ cong hoàn mỹ, ánh mắt ngưng mắt nhìn Hạ Nhược Tuyết, nhàn nhạt nói, sinh nhật thời điểm đều không quên nguyền rủa ta, ngươi là có nhiều hận ta. Hạ Nhược Tuyết che miệng, thấy Diệp Thần tim đều tựa như ngưng nửa nhịp. Tên này lại không thể không dọa người sao? Hạ Mẫu sắc mặt có chút không đúng, thằng nhóc này đi đài võ đạo, lại còn sống trở về. Theo nàng nói biết, Diệp Thần phải đối mặt có thể không chỉ cần một Trần Bảo Quốc à, còn có Tưởng Nguyên Lễ. Cái này hai người lại có thể để cho Diệp Thần còn sống đi ra đài võ đạo. Hạ Mẫu vừa định đuổi theo đi Diệp Thần, chỉ gặp trước mặt Ô Hạng Minh mặt liền biến sắc. Một cổ khí thế phóng thích mở. Chợt hướng Diệp Thần đi. Tất cả mọi người kinh nghi, chẳng lẽ Diệp Thần không có đi đài võ đạo, thả Ô Hạng Minh chim bồ câu. Thật là có khả năng này, nếu không hắn sống thế nào xuống. Đài võ đạo có cái quy củ, một khi có người tiếp nhận khiêu chiến, nhưng nửa đường thối lui ra, trọng tài có lý do chém chết. Bây giờ thấy Ô Hạng Minh khí thế như vậy, tất cả mọi người than thở một tiếng. Cái này Diệp Thần phải gặp tai ương. Chỉ gặp Ô Hạng Minh khí thế hung hăng đi tới Diệp Thần trước mặt, bành quỳ một chân, đầu gối đập xuống mặt đất, hai tay ôm quyền. Vô cùng tôn kính. Động tác này, tựa hồ thành thảo lễ. Ô gia Ô Hạng Minh, gặp qua Diệp tiên sinh. Một màn này, để cho tất cả mọi người sắc mặt kinh biến. Bên trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Từng cái lại là như pho tượng vậy hóa đá. Ô Hạng Minh thân phận gì? Hoa Hạ tông sư bảng trước 500 tạm không nói, hắn đứng sau lưng có thể là cả Ô gia. Liền Hạ gia cũng phải không tiếc bất cứ giá nào lấy lòng người, bây giờ lại có thể đối với một cái hơn 20 tuổi chàng trai thái độ như thế. Hạ Mẫu mắt đẹp trợn to, lại là theo bản năng che mình miệng, sợ mình kêu. Không thể nào. Cái này Ninh Ba mọi người đều biết Diệp gia phế vật làm sao có thể và Ô Hạng Minh liên hệ quan hệ.
Mấu chốt Ô Hạng Minh quỳ xuống. Rất miễn cưỡng quỳ xuống. Còn dùng Diệp tiên sinh cái này ba chữ tôn xưng. Hắn Diệp thần có cái gì tư cách, có tài đức gì? Ô Hạng Minh chẳng lẽ điên rồi phải không? Nếu như bị Ô gia biết hắn lại có thể quỳ xuống như vậy một tên tiểu tử trước mặt, tất nhiên ngút trời tức giận. Ở Ninh Ba, Ô Hạng Minh đại biểu có thể là cả Ô gia. Ô Hạng Minh quỳ xuống, không thể nghi ngờ toàn bộ Ô gia đối với Diệp thần thần phục. Hạ mẫu thân thể càng run rẩy, thậm chí sau lưng đã ướt đẫm. Đã từng vì lấy lòng Ô gia, nàng điều tra Ô gia mỗi một người. Đối với Ô Hạng Minh, nàng vô cùng biết rõ. Người này ân oán rõ ràng, mấu chốt đối với người đối với chuyện cực kỳ kiêu ngạo, chưa bao giờ giống như người khác cúi đầu. Nhưng mà dưới mắt vậy là cái gì quỷ a? Nếu như không phải là Ô Hạng Minh trên người khí thế, nàng thật phải lấy làm mắt trước quỳ xuống là một người khác. Hạ mẫu vào giờ khắc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại sao đã từng đối với hạ gia yêu không hợp lý Ô Hạng Minh ngày hôm nay sẽ đối với hạ Nhược Tuyết thái độ như thế? Không phải bởi vì hạ gia, cũng không phải bởi vì hạ Nhược Tuyết sinh nhật, mà là bởi vì Diệp Thần. Nói cách khác, mình một mực hy vọng lấy được tầng quan hệ này, toàn dựa vào cái đó nàng một mực xem thường chàng trai. Nàng vậy con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, người sau hai tay thả ở sau lưng, khí thế tỏa sáng, tựa như tiên tôn. Cái này, hạ Nhược Tuyết sắc mặt cũng là tái nhợt liền mấy phần. Đối với Ô Hạng Minh, nàng không phải rất hiểu, nhưng là từ mẫu thân thái độ và giới thiệu tới xem, người này ở tỉnh Chiết Giang địa vị cực kỳ nặng. Nàng vốn đang nghi ngờ thứ đại nhân vật này tại sao đối với mình như vậy tôn kính, bây giờ nhìn lại, hết thảy nhờ vào Diệp Thần. Nhưng là nàng trong lòng thật rất buồn bực Diệp Thần là làm sao làm được. Nàng điều tra qua Diệp Thần, biết Diệp Thần chẳng qua là bị diệt môn Diệp gia con, thậm chí còn là Ninh Ba thượng lưu vòng một chuyện tiếu lâm. Có thể gần đây phát sinh hết thảy tựa như ở hung hãn đánh tất cả mọi người mặt. Nếu như Diệp Thần là chuyện tiếu lâm mà nói, toàn bộ Ninh Ba, thậm chí còn toàn bộ tỉnh Chiết Giang tất cả gia tộc đều là thiên đại cười nhạo. Tỉnh Chiết Giang chấp trưởng chánh quyền Chu gia mặt mày vui vẻ chào đón, thậm chí vì Diệp Thần không tiếc cùng hạ gia khai chiến. Nàng lấy là cái này đã đủ không thể tưởng tượng nổi, bây giờ tỉnh Chiết Giang võ đạo gia tộc Ô gia cao thủ lại có thể trực tiếp ở Diệp Thần trước mặt quỳ xuống. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, Diệp Thần đứng sau lưng Chu gia và Ô gia, có phải hay không ý nghĩa có thể cùng Tần gia đối kháng? Vậy hạnh phúc của nàng là không phải có thể mình tranh thủ. Mặc dù Tần gia thật rất đáng sợ, xa so Ô gia cường thế, nhưng là Diệp Thần mới tới tuổi 20 à. Như vậy trẻ tuổi, ý nghĩa vô hạn có thể. Nếu như ở Tần Thiếu và Diệp Thần hai người ở giữa lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Diệp Thần. Giờ khắc này, nàng tựa như ở trong bóng tối thấy được một đạo thự quang. Mà đây thự quang dưới chính là cái đó ngạo nhân đứng thần bí chàng trai Diệp Thần. Chung quanh tất cả mọi người tâm tình như xe qua núi vậy phập phồng, những người này không thiếu tỉnh Chiết Giang con em gia tộc hoặc là nhân vật thượng lưu, cơ hồ là nhân tinh vậy tồn tại, bọn họ gắt gao đem Diệp Thần ghi tạc đầu óc bên trong. Người này, tuyệt đối không có thể đắc tội. Cách đó không xa, Tần gia Tần Nguyên Cường một mực chú ý nơi này hình ảnh, hắn con người từ khiếp sợ dần dần chuyển là âm tàn nhẫn. Bởi vì nàng từ Hạ Nhược Tuyết trong ánh mắt thấy được một tia vật đặc thù. Hiển nhiên là tình cảm. Tần Thiếu người phụ nữ, người bất kỳ cũng không có tư cách động. Không chỉ như vậy, ở hắn xem ra, Ô Hạng Minh mới vừa rồi đứng ra nhắm vào mình, hiển nhiên cũng là bởi vì là cái họ Diệp kia chàng trai. Ô gia lại vì như vậy một người thanh niên tự tìm cái chết. Ta ngược lại là phải xem thanh niên này rốt cuộc lai lịch ra sao. Giờ phút này, thành tựu người trong cuộc Diệp Thần, dĩ nhiên là cảm nhận được vô số đạo ánh mắt, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Ô Hạng Minh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tên này làm cái gì, còn như thế cao giọng sao? Ngày hôm nay nhưng mà Hạ Nhược Tuyết sinh nhật, người này cái này được là trực tiếp để cho hắn không giải thích được đoạt Hạ Nhược Tuyết ngọn gió. Đứng lên đi, Diệp Thần nói. Diệp tiên sinh. Ô Hạng Minh chợt đứng dậy. Thân thể hơi cung, đối với Diệp Thần vô cùng tôn kính. Hắn rất rõ ràng, thanh niên trước mắt đã ở hắn trên mình xếp đặt nào đó cấm chế, một cái ý niệm, đủ để quyết định hắn sống chết.
Diệp Thần không để ý tới nữ Ô Hạng Minh, thẳng hướng Hạ Nhược Tuyết đi tới, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, trên mình vậy lăng như vậy hậu thế khí thế hoàn toàn biến mất. Nhược Tuyết, sinh nhật vui vẻ, ta tới trễ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hạ Nhược Tuyết cái này mới thanh tỉnh lại, gương mặt đỏ ửng, giả trang cả giận nói, trách. Dĩ nhiên trách, nếu như ngươi ngày hôm nay không đưa ta một cái hài lòng lễ vật, nói lầm bầm, bổn tiểu thư rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng tương đương. Diệp Thần vỗ một cái trong tay mình túi, tự tin nói, nếu như ta nói, đối với ngươi mà nói, toàn bộ Hoa Hạ cũng không có ta miệng túi đổ vật bên trong quý giá, ngươi tin không? T. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thằng nhóc này cũng quá sẽ khoác lác đi. Túi Âu phục có thể thả thứ gì? Toàn bộ Hoa Hạ bảo bối cũng kém hơn. Thua thiệt ngươi nói lối ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tới tham gia Hạ Nhược Tuyết tiệc sinh nhật người, thân phận địa vị cùng với thực lực kinh tế cái nào sẽ kém. Cơ hồ đều là Hạ Nhược Tuyết chú tâm chuẩn bị giá trị văn hoa lễ vật. Bây giờ thằng nhóc này khoe khoang khoác lác, nhất thời để cho tất cả mọi người có chút khó chịu, nếu như không phải là kiêng kỵ Ô Hạng Minh, bọn họ đã sớm động dùng thủ đoạn đem Diệp Thần đánh ra ngoài. Hạ Mẫu nhìn lướt qua Diệp Thần, mặc dù không biết Ô Hạng Minh tại sao phải đối với người này vô cùng tôn kính, nhưng là nàng vẫn đối với Diệp Thần khó chịu, liền nói, người tuổi trẻ đừng quá qua kiêu ngạo, người cho là bảo bối, có thể ở trong mắt người khác không chịu nổi một đề ra. Nhược Tuyết. Thời gian xong hết rồi, người cái này đại thọ tinh cũng nên ra sân. Nói xong, Hạ Mẫu liền kéo Hạ Nhược Tuyết hướng trong biệt thự ương xây dựng sân khấu đi. Hạ Nhược Tuyết quay đầu, mắt đẹp nhìn một cái Diệp Thần, cười lúm đồng tiền như hoa, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng. Hạ Nhược Tuyết đi chuẩn bị tiệc sinh nhật, hẳn còn muốn mấy phút mới bắt đầu, Diệp Thần đi liền tìm Tôn Di. Ô Hạng Minh theo sát sau lưng. Diệp Thần nhìn lướt qua Ô Hạng Minh phân phó nói, chớ theo ta. Diệp tiên sinh. Sau đó, Diệp Thần cuối cùng ở trong đám người tìm được Tôn Di, thời khắc này Tôn Di đang bị mấy cái con em nhà giàu vây quanh, hiển nhiên ở bắt chuyện. Ở đúng ngôi biệt thự, người đẹp thậm chí còn minh tinh đều không thiếu, nhưng là nếu như bàn về hạng, Tôn Di tất nhiên có thể xếp hạng trước ba. Mấu chốt Tôn Di vóc người chân thực quá hấp dẫn người. Giờ phút này, Tôn Di đôi mi thanh tú nhăn mày trước, rất là không vui, đám người này giống như con ruồi vậy, đuổi đều đuổi không đi. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Nhược Tuyết sinh nhật, nàng đã sớm nổi giận. Ngay tại Tôn Di khổ não đang lúc, một đạo quen thuộc bóng người xuất hiện ở nàng cách đó không xa, Tôn Di chợt ngẩng đầu lên, tiểu thần tử, ta ở chỗ này. Tiểu thần tử, vậy mấy cái con em nhà giàu ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Khi bọn hắn thấy Diệp Thần hướng đi tới bên này, con người bỗng nhiên co rúm một cái, sắc mặt lại là đổi được trắng bệch, toàn bộ thân thể sợ run tại chỗ, động một cái cũng không dám động. Làm Diệp Thần đi tới Tôn Di trước mặt, mấy người mới phản ứng được, trên mặt vội vàng chất đầy nụ cười, học Ô Hạng Minh hô, Diệp tiên sinh, ngài khỏe, ta là... Cút! Diệp Thần nhàn nhạt một chữ khạc ra. Được rồi! Mấy người ầm ầm tản ra, ngắn ngủi 5 giây. Liền bóng người cũng không tìm được. Tôn Di ngược lại là không nghĩ tới đám người này như vậy sợ Diệp Thần, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đoán chừng là tập đoàn Thiên Chính khai trương sự kiện kia sức ảnh hưởng quá lớn. Tiểu thần tử, có thể nha, sau này ngươi chính là ta bổn cô nương ngự dụng bia đỡ đạn. Tôn Di vỗ một cái Diệp Thần bả vai, hài lòng nói. Trong đám người ẩn núp mấy cặp mắt thấy Tôn Di vỗ Diệp Thần một màn này, sợ thân thể run lên. Vậy yên lặng đem Tôn Di dáng vẻ ghi xuống. Không lâu lắm, biệt thự một hồi âm nhạc vang lên, Hạ Nhược Tuyết tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Hạ Mẫu lên đài nói mấy câu cảm tạ lời mở đầu, nhắc tới Tần gia, Ô gia cùng với một ít gia tộc lớn, đối với Diệp Thần chỉ chữ không đề ra. Sau đó chính là Hạ Nhược Tuyết ngoại bà lên đài, hướng về phía Hạ Nhược Tuyết nói rất nhiều nói, Hạ Nhược Tuyết hốc mắt cũng ửng đỏ. Dưới đài Diệp Thần từ lời của lão nhân trong, có thể cảm giác được vị cụ già này đối với Nhược Tuyết yêu, vượt qua xa Hạ Mẫu. Đám tiệc cao chiều từng đợt tiếp theo từng đợt, về sau, Hoa Hạ đang ăn khách nữ minh tinh lại là ở trên sân khấu hát một ca khúc hiến tặng cho Hạ Nhược Tuyết. Làm sân khấu an tĩnh lại, Hạ Nhược Tuyết ăn mặc lễ phục dạ hội đứng ở chính giữa,
giống như một đóa gia phù sa mà bất nhiễm hoa sen. Thấy một màn này, tất cả mọi người tâm thần động một cái, bởi vì bọn họ tới tham gia cái yến hội này liền vì cái khâu này. Một cái ăn mặc định chế lễ dùng người đàn ông gặp không người động, vội vàng đứng lên, bưng một cái tinh xảo cái hộp đi tới Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Hạ tiểu thư, cái này lễ vật cho ngươi, ta hy vọng Hạ tiểu thư bây giờ mở ra, ngươi nhất định sẽ thích. Hạ Nhược Tuyết vốn muốn đem cái hộp giao cho người làm, nhưng là đối phương nếu yêu cầu, nàng liền gật đầu một cái. Cái hộp mở ra, là một tôn trắng trẻo lung linh hoa sen pho tượng, nhưng từ trên ngọc thạch chất liệu tới xem, giá trị văn hoa. Người đàn ông nhìn một cái dưới đài, kiêu ngạo nói, đây là ta từ Myanmar tiêu phí gần 50 triệu mua đế vương lục, dùng dòng giã 2 tháng, đánh tạo thành ngọc quan âm. Hắn vốn lấy là Hạ Nhược Tuyết sẽ rất kích động, nhưng là người sau chỉ bất quá cười một tiếng, liền giao cho người làm. Người đàn ông ngẩn ra, chợt ảm đạm đi xuống. Đám người dưới đài truyền tới một hồi cười ầm lên. Mặc dù cái này ngọc quan âm giá trị văn hoa, nhưng là Hạ gia nhưng mà tỉnh Chiết Giang nắm trong tay kinh tế mạch máu gia tộc. Thứ không thiếu nhất chính là tiền. Loại này đế vương lục lấy ra không phải bêu xấu sao. Tôn Di nhìn một cái bên cạnh Diệp Thần, tiểu thần tử, ta cảm giác đồ ta có chút không cầm ra tay nha. Ta vẫn là sớm một chút đưa đi, càng về sau vượt không cầm ra tay, đúng rồi, ngươi chuẩn bị cái gì? Diệp Thần thần bí nháy mắt mấy cái, không nói lời nào. Lục tục có người bắt đầu đưa Hạ Nhược Tuyết lễ vật, giá trị cũng cực kỳ đắt tiền, nhưng là Hạ Nhược Tuyết căn bản không có bất kỳ tươi đẹp cảm giác. Ngược lại là Tôn Di đưa một kiện nàng tự tay DIY khu nhà đại đô mô hình, để cho Hạ Nhược Tuyết kích động không thôi. Mô hình không chỉ trả lại như cũ khu nhà đại đô, thậm chí còn có ba cái tiểu nhân, một cái trong đó tiểu nhân ở sân thượng hút thuốc, lộ vẻ lại chính là Diệp Thần. Tôn Di, ta quá thích, yêu ngươi. Hạ Nhược Tuyết môi đỏ mọng hôn vào Tôn Di gò má trên, tiện sát người ngoài. Sau đó, lục tục lại đưa một ít, nhưng là lại cũng không có để cho Hạ Nhược Tuyết kích động đồ. Liền liền bên cạnh Hạ Mẫu cũng là lắc đầu một cái, bởi vì cho đến bây giờ, không có một kiểu đồ nhập nàng pháp nhãn. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người không có đưa. Ô Hạng Minh đứng lên, đi tới Hạ Nhược Tuyết trước mặt, cầm ra một khối ngọc bội, khá là cung kính nói, Hạ tiểu thư. Bởi vì tới vội vàng, vậy không việc gì chuẩn bị thời gian, khối ngọc bội này sẽ đưa cho Hạ tiểu thư đi, hy vọng Hạ tiểu thư nguyện vọng cũng có thể thực hiện. Hạ Nhược Tuyết vừa định nhận lấy ngọc bội, Hạ Mẫu liền đi tới, khá là khẩn trương nhìn một cái, chợt, hô hấp cũng dồn dập. Bởi vì ngọc bội này sau lưng có khắc một cái lớn chữ viết ô. Hạ Mẫu vội vàng nói, ô tiên sinh, cái này ô gia làm vậy quá quý trọng, Nhược Tuyết căn bản thụ không chịu nổi à. Dưới sàn một số người nghe được câu này, sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì Ô Hạng Minh đưa ra không đơn thuần là ngọc bội, mà là ô gia làm. Tay cầm ô gia làm, thì chẳng khác nào thu được ô gia che chở. Hơn nữa ô gia quy định, ô gia làm chỉ có thể đưa một người. Ai có thể nghĩ tới, vật quý trọng như vậy, Ô Hạng Minh lại có thể lấy ra đưa cho Hạ Nhược Tuyết. Trên trận đưa ra đồ coi như cộng lại. Vậy không sánh bằng một quả ô gia làm. Vô số hâm mộ, ánh mắt khen tị hướng Hạ Nhược Tuyết đi. Hạ Nhược Tuyết liền vội vàng khoát tay, ô tiên sinh, cái này quá quý trọng, ta ý tốt như vậy đây. Hạ Mẫu mặc dù rất muốn nữ nhi nhận lấy, nhưng cũng chỉ có thể khách khí nói, ô tiên sinh, nếu không ngài lấy về đi. Ô Hạng Minh đem ngọc bội cứng rắn nhét vào Hạ Nhược Tuyết trong tay, sang sảng cười nói, quý trọng. Vật này cùng ngài và Diệp tiên sinh quan hệ so với, không đáng giá một đề ra. Nếu như sau này, ta có cơ hội uống được ngài và Diệp tiên sinh rượu mừng, vậy ta tất nhiên lại chuẩn bị một phần lớn hơn lễ. Nghe được câu này, Hạ Mẫu sắc mặt đen. Không chỉ Hạ Mẫu, tất cả mọi người sắc mặt đều không đúng. Lại là cái này Diệp tiên sinh. Mấu chốt Ô Hạng Minh câu nói sau cùng lại là ý gì? Tại chỗ phần lớn đều biết Hạ gia và Tần gia hôn sự. Ô Hạng Minh lại làm cái này mặt của mọi người nói tới Hạ Nhược Tuyết và thằng nhóc kia sự việc. Đây cũng quá vô cùng gan dạ liền đi. Hạ Nhược Tuyết đỏ mặt, nhận ô gia làm, nhẹ giọng nói cảm ơn ô tiên sinh. Để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, như vậy hiểu lầm, Hạ Nhược Tuyết lại liền phản bác đều không phản bác.
Trời ạ! À, xảy ra chuyện lớn à! Rầm 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 rầm, tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tần Nguyên Cường trên mình. Tần Nguyên Cường nhưng mà đại biểu Tần ra tới. Quả nhiên, Tần Nguyên Cường trên mặt tràn đầy vẻ giận. Sau đó chợt đứng dậy, đi thẳng tới Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Tần tiên sinh, mới vừa rồi Ô tiên sinh là đùa giỡn. Hạ mẫu liền vội vàng giải thích. Tần Nguyên Cường hung tợn đốt một cái Ô Hạng Minh, nói, hy vọng ngươi làm rõ mình vị trí, đến lúc đó Ô gia trách tội xuống, không có ai có thể cứu ngươi. Ô Hạng Minh chút nào không phản ứng đối phương, trực tiếp về đến mình vị trí. Sau đó, Tần Nguyên Cường chế trụ nội tâm tức giận, giống vậy lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Hạ Nhược Tuyết. Ngọc bội chi trên có khắc một cái phong cách cổ xưa Tần. Hạ tiểu thư, Ô gia làm coi là cái gì, ta Tần gia che chở mới là vương đạo. Khiêu khích, công khai khiêu khích. Mấu chốt Tần Nguyên Cường nói không sai à, bây giờ tỉnh Chiết Giang, Tần gia địa vị và thực lực hiển nhiên so Ô gia mạnh hơn. Một cái là địa vị không ngừng lên cao Tần gia, một cái là từ thần đàn rơi xuống Ô gia. Vừa so sánh, chênh lệch rất rõ ràng. Còn không chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, Tần Nguyên Cường lại lấy ra một cái hộp gấm. Hộp gấm mở ra, một viên phong cách cổ xưa đan dược yên lặng nằm ở bên trong. Tần Nguyên Cường trên cao nhìn xuống nhìn mọi người một cái, nói, đây là Tần gia đưa cho Hạ tiểu thư lễ vật, viên thuốc này là thối hồn đan, bất kỳ không có tu luyện cơ sở người ăn vào viên thuốc này, thực lực chí ít có thể một bước đến nội kình đỉnh cấp. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người đều bị giật mình. Thối hồn đan vừa ra, trực tiếp treo đánh nơi có lễ vật. Cái này Tần gia ra tay cũng quá rộng rãi đi. Người mẹ hắn không phải nói nhảm sao, đây chính là Tần gia. Tần gia ở tỉnh Chiết Giang võ đạo trong gia tộc có thể xếp trước ba, nội tình cực kỳ đáng sợ. À, mấy năm này Ô gia sinh ra thiên tài quá thiếu, Ô gia mới dần dần tịch mịch, nhưng là Tần gia không giống nhau. Tần gia có ba vị thiên tài, và Hạ tiểu thư quyết định hôn ước vị kia Tần công tử lại là trăm năm thiên tài khó gặp, sau này, hai gia tộc chênh lệch chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Xem ra Hạ gia là dựa trên Tần gia là sáng suốt lựa chọn à. Đám người bàn luận sôi nổi, đối với Hạ gia đó là vô cùng hâm mộ. Hạ mẫu lại là thận trọng nhận lấy vậy hai cái vô cùng lễ vật quý trọng, cười không ngậm miệng lại được. Tần thiếu gia có lòng. Ngày khác ta nhất định để cho Nhược Tuyết tới cửa viếng thăm. Nhược Tuyết, còn không cảm ơn Tần gia. Hạ mẫu phân phó nói. Nhưng là Hạ Nhược Tuyết trên mặt không có bất kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ bất quá gật đầu một cái, bày tỏ cảm ơn. Hai thứ đồ này, coi như chân quý nữa, nàng vậy đều không thích. Tần Nguyên Cường không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết lại cho hắn cái phản ứng này, còn người thoáng qua vẻ tức giận, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì. Ánh mắt lạnh như băng trực tiếp hướng dưới đài một người thanh niên bắn tới, không phải mới vừa có người khoe khoang khoác lác nói toàn bộ Hoa Hạ cũng không có hắn đồ quý giá. Bây giờ, làm sao liền đi lên dũng khí cũng không có. Tất cả ánh mắt nhìn về phía nhìn người thanh niên kia, chính là Diệp Thần. Tần Nguyên Cường đối với Ô Hạng Minh hận ý, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Hắn muốn Diệp Thần khó chịu. Hắn muốn cho cái này không tự lượng sức người rõ ràng. Ở Tần gia trước mặt, hắn chính là một rác rưởi. Hạ Nhược Tuyết không phải hắn loại rác rưởi này có thể chấm mút. Đám người đối với Diệp Thần đột nhiên có chút đồng tình đứng lên. Tần gia cái này khác biệt bảo bối vừa ra, người bất kỳ lấy thêm ra lễ vật, định trước lâm vào là nền. Ô Hạng Minh tự nhiên sẽ không để cho người khác như thế nhằm vào Diệp tiên sinh, liền vội vàng đứng lên nói, Ô gia làm chính là Diệp tiên sinh để cho ta đưa, còn chưa đủ sao? Ngay tại lúc này, Diệp Thần đứng lên, cao lớn cao ngất vóc người hướng Hạ Nhược Tuyết đi. Nếu mọi người nghĩ như vậy xem, ta cũng không cất. Diệp Thần thanh âm tràn đầy tự tin và rửng rưng. Tựa như hết thảy ở trước mặt hắn đều là mây trôi. Sắp đến gần Hạ Nhược Tuyết thời điểm, Tần Nguyên Cường vừa vặn chắn Diệp Thần trước người. Diệp Thần ngẩng đầu lên, vậy như ưng vậy sắc bén trong mắt nhìn lướt qua Tần Nguyên Cường. Người sau giống như cảm giác được toàn thân bị một cổ uy áp bao trùm. Hắn vốn đang là làm nhục mấy câu, nhưng là lời đến khóe miệng bị hắn rất miễn cưỡng nuốt xuống, lại là theo bản năng lui lại mấy bước. Diệp Thần nhìn một cái Hạ mẫu trong tay thận trọng nắm đan dược, chân khí đông lại một cái,
đan dược trực tiếp rơi vào bên trong tay hắn. Hạ Mẫu trợn to hai mắt, khá là khẩn trương nói, Diệp Thần, người phải làm gì? Tần Nguyên Cường cũng là kích động nói, người lại dám cướp Tần Thiếu đưa cho Hạ Tiểu Thư lễ vật, tự tìm cái chết. Dưới sàn cũng là một mảnh kinh hãi, ai có thể nghĩ tới Diệp Thần lại có thể cái này to gan, trực tiếp cướp bảo bối. Liền tại tất cả người kinh ngạc lúc đó, quỷ dị hơn chuyện xảy ra, Diệp Thần trực tiếp đem đan dược trong tay ném xuống đất. Đúng, chính là ném xuống đất. Sau đó chân phải nâng lên, chợt đạp xuống. Đan dược trực tiếp hóa thành một đống bột, kinh khí thổi một cái, hoàn toàn tiêu tán. Oanh, tất cả mọi người đều bối rối. Diệp Thần không phải muốn cướp đan dược, mà là muốn phá hủy đan dược. Cái này mẹ hắn là bệnh thần kinh à. Vật chân quý như vậy, coi như ghen tị vậy chưa đến nỗi phá hủy à. Hạ Mẫu sắc mặt đỏ lên, mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần vậy không thể nghi ngờ thanh âm chậm rãi rơi xuống. Nhược Tuyết, loại này quá hạn đan dược không thể ăn, dạ dày sẽ khó chịu, tới, ta chỗ này đan dược tùy ngươi chọn. Một giây kế tiếp, Diệp Thần từ trong túi móc ra gần 10 viên đan dược. Hơn nữa đều có đan văn đan dược. Mùi thuốc nồng nặc lan ra, tất cả mọi người đều có thể ngửi được. Hạ Mẫu mặt đỏ lên bàng đổi được trắng bệch, nàng nhìn về phía bên cạnh một cái ông già, hỏi, A Phúc, đan dược này là thật là giả? Cái đó ông già gắt gao nhìn chằm chằm vậy 10 viên đan dược, thanh âm run rẩy, phu nhân. Thật giống như đều là thật. Đan văn ngưng tụ, mùi thuốc đậm đà, luyện chế thời gian hẳn không vượt qua nửa năm, còn nữa, mới vừa rồi Tần tiên sinh đưa đan dược, dược liệu mặc dù cũng có, nhưng là sau khi ăn vào đối với dạ dày quả thật hành hạ. Tỉnh Chiết Giang không có luyện đan sư, đan dược cực kỳ thiếu thốn, loại này tươi đan dược cực kỳ chân quý à. Ông lão những lời này không thể nghi ngờ hung hãn quất Tần Nguyên Cường mặt. Hoa Hạ người tu luyện dùng cơ hồ đều là thời gian lâu dài vấn đề đan dược. Nhưng là ai có thể ngờ tới trên tay tiểu tử này lại có 10 viên tươi đan dược. Trời à! So sánh mà nói, cái này Tần gia đưa ra đồ chính là một đống cứt chó à. Hạ Mẫu nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi. Nàng biết Diệp Thần là cổ võ giả, thực lực còn rất tốt. Nhưng là ai có thể nghĩ tới thằng nhóc này trên mình lại có loại đan dược này. Hơn nữa Ô Hạng Minh thái độ, chẳng lẽ người này sau lưng có cực kỳ kinh khủng thế lực. So Tần gia còn đáng sợ hơn. Toàn bộ quá trình, Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp chỉ có khiếp sợ, nhưng là lại không có ngạc nhiên mừng rỡ. Những võ đạo này giới sự việc nàng căn bản không có hứng thú, nếu không khi còn bé liền bắt đầu tu luyện cổ võ. Diệp Thần tự nhiên phát hiện Hạ Nhược Tuyết tâm trạng. Cười một tiếng, trực tiếp đem vậy 10 viên đan dược bỏ vào Hạ Nhược Tuyết trong tay. Sau đó, từ miệng túi lấy ra một cái chú tâm túi đựng hộp gấm, thật ra thì đan dược chẳng qua là tặng phẩm, ta chân chính muốn đưa cho ngươi là cái này, ngươi mở ra xem, nếu như không thích, ngươi và Tôn Di quần áo, ta giặt một năm. Tặng phẩm, T. Giờ khắc này, Diệp Thần mà nói, đó là chút nào không có che giấu. Nghe được Diệp Thần mà nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là hung hãn đổ hít một hơi khí lạnh. Những thứ này đối với võ giả cực kỳ chân quý đan dược lại có thể con mẹ nó chẳng qua là tặng phẩm. Đùa gì thế? Hộp gấm này giảm đồ chẳng lẽ so đan dược còn chân quý? Trong nháy mắt, mọi người bị sợ ngây người. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần, trong mắt trợn to đến mức tận cùng. Kinh ngạc trong mang sợ hãi trong lại có mấy phần kích động. Trên đài, Hạ Nhược Tuyết nhìn một cái trước mặt hộp gấm, tim ùm nhảy. Nàng không biết bên trong có cái gì, nhưng là Diệp Thần nếu như thế nói, tất nhiên vô cùng chân quý. Vậy ta mở ra, Hạ Nhược Tuyết đối với Diệp Thần nói. Ừ, người phía dưới thật là vội muốn chết, bọn họ so Hạ Nhược Tuyết còn muốn biết hộp gấm bên trong đến tột cùng là bảo bối gì. Thậm chí có những người này đã đem cổ thân dậy rồi, rất sợ bỏ qua. Hạ Mẫu cùng với Hạ Nhược Tuyết ngoại bà cũng tò mò nhìn lại. Hộp gấm mở ra. Đó là một cái màu xanh dây chuyền thủy tinh hình dáng kỳ lạ, lóng lánh quang cùng ảnh hàng lâu mị lực, chọc người cánh cửa lòng, ở dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Từ xa nhìn lại, giống như là một viên rất xa tinh thần. Đây là Diệp Thần ban đầu ở hội đấu giá yên lặng vỗ được,
chính là vì ở sinh nhật thời điểm đưa cho Hạ Nhược Tuyết. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết, thân thể mềm mại run rẩy, hốc mắt đã ngưng tụ ra nước mắt. Tí tách, tích đáp rơi vào viên kia, tinh thần trên. Tinh thần chi lệ. Hạ Mẫu hốc mắt vậy đã sớm ướt đẫm. Nàng dĩ nhiên biết cái này tinh thần chi lệ, đây là nàng phụ thân cuối cùng một kiện tác phẩm, chỉ vì đưa cho con gái mình. Nàng nhìn về phía cái đó đã đứng lên, thân thể run rẩy cụ già. Cụ già đang từ từ hướng đi tới bên này, trong mắt đục ngầu có một tia ánh sáng. Đây thật là lão đầu tử tinh thần chi lệ. Cụ già nghẹn ngào. Hạ Nhược Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới, có thể gặp lại cái này tinh thần chi lệ. Hội đấu giá sau đó, nàng từng nghĩ hết tất cả biện pháp trao đổi hội đấu giá người đứng ra tổ chức, nhưng là đối phương chính là không nói cho nàng tinh thần lực kết quả bị ai vỗ đi. Đây cơ hồ trở thành nàng cả đời tiếc nuối lớn nhất. Bởi vì đây là ông ngoại hắn Đinh Nguyên Xương lúc còn sống cuối cùng một kiện tác phẩm. Đặc biệt vì nàng mà thiết kế. Bất kể là màu sắc, vẫn là hình dáng, thậm chí còn chất liệu đều là đích thân hắn lựa chọn. Ngoại công ở sinh mạng một khắc cuối cùng muốn đem nó hoàn thành, nàng thậm chí nhớ được ngoại công ở trên giường bệnh đưa ra gầy đét tay một chút xíu mài, vậy vô cùng nghiêm túc dáng vẻ. Bây giờ tinh thần chi lệ, lại trở về tay nàng lên. Bởi vì Diệp thần chính là cái đó sau cùng khách hàng, chính là cái đó không muốn tiết lộ tên họ tiên sinh. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đối mặt ngay tức thì, đều là ấm mềm. Thích không? Diệp thần nói. Thích, ta rất thích, vô cùng thích, đây là đời này thu được tốt nhất lễ vật, không có một trong, Hạ Nhược Tuyết một hơi nói, vô cùng kích động và mừng rỡ. Nàng cảm giác mình nội tâm thật giống như đột nhiên bị thứ gì lấp đầy. Cả thế giới cũng đổi được ấm áp. Người phía dưới bối rối, bởi vì góc độ vấn đề, phần lớn căn bản không thấy được hộp gấm dặm đồ. Nhưng là Hạ Nhược Tuyết nói ra những lời này, liền định trước hộp gấm đồ vật bên trong giá trị liên thành. Mấu chốt Hạ Nhược Tuyết vô cùng thích à. Cũng cảm động khóc. Sốt cuộc là cái gì à? Ta cũng muốn biết à. Hạ tiểu thư ngược lại là cho chúng ta nhìn một chút à. Vội chết ta. Đám người nổ tung nồi. Một giây kế tiếp, thanh âm hơi ngừng, hết thảy khôi phục yên lặng. Tất cả mọi người tròng mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài. Bởi vì giữa sân khấu Hạ Nhược Tuyết lại vọt tới một người thanh niên trước mặt, sau đó giang hai tay ra ôm lấy người thanh niên kia. Trời ạ! Bọn họ nhìn thấy cái gì? Hạ Nhược Tuyết nhưng mà tỉnh chiết giang một trong ba đóa kim hoa à? Bất luận gia thất, giá trị nhan sắc, vóc người vẫn là những phương diện khác, cơ hồ hoàn mỹ. Càng là mấu chốt là Hạ gia và Tần gia đính hôn hẹn à? Người khỏe ngạt là Tần gia vị kia vị hôn thê. Nhưng là bây giờ lại có thể trước mặt nhiều người như vậy ôm lấy một người đàn ông. Tất cả mọi người đều còn không có từ nơi này không giải thích được ôm chằm trong kịp phản ứng, Hạ Nhược Tuyết cái kế tiếp cử động trực tiếp để cho tại chỗ mỗi một người óc trống không. Hoàn toàn nổ. Hạ Nhược Tuyết môi đỏ mọng lại hôn vào cái đó giữ người đàn ông gò má trên. Trời ạ! Diệp thần vậy bối rối. Hắn biết Hạ Nhược Tuyết mặc dù có chút thời điểm không giống nhau. Nhưng là ở trước mặt người ngoài tuyệt đối lãnh ngạo như một tòa băng sơn. Căn bản không có thể ngay trước mặt của mọi người làm ra loại chuyện này. Có thể dưới mắt, cái này vô số người trong mắt băng sơn nữ thần cứ làm như vậy. Vô cùng điên cuồng. Hắn dư quang liếc tới Hạ Mẫu mặt cơ hồ tối, nhưng không có ngăn cản. Dòng dã 5 giây. Môi đỏ mọng rời đi Diệp thần gò má, lưu lại một tia nhàn nhạt mùi hoa. Cảm ơn ngươi. Không muốn tiết lộ tên họ tiên sinh. Hạ Nhược Tuyết gương mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng nói. Diệp thần mới vừa muốn nói chuyện, hắn sau lưng truyền đến một hồi gầm thét. Hạ Nhược Tuyết, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Nói chuyện chính là Tần gia Tần Nguyên Cường. Thời khắc này hắn sắc mặt đỏ lên, như nổi giận sư tử. Ai có thể nghĩ tới Tần thiếu vị hôn thê lại dám trước mặt nhiều người như vậy hôn tạm biệt người? Hạ Nhược Tuyết đây là đang muốn chết sao? Tần thiếu ngút trời tức giận, cũng không phải là Hạ gia có thể tiếp nhận. Hạ Mẫu kịp phản ứng, vội vàng hướng Tần Nguyên Cường giải thích, Tần tiên sinh, sự việc có hiểu lầm, tiểu nữ chỉ bất quá. Tần Nguyên Cường kinh khí ngẩn ra, Hạ Mẫu trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch,
Sau đó, hắn lại là đưa ngón tay ra trước Hạ Nhược Tuyết nói, Hạ Nhược Tuyết, người cái này không biết liêm sỉ người phụ nữ. Lời còn chưa nói hết, hắn trước mắt một cái bóng đen thoáng qua. Tần Nguyên Cường chỉ cảm thấy mình gò má truyền tới một cổ cực mạnh sức lực gió, hắn bản năng nâng lên tay muốn đi ngăn trở, rắc rắc. Một tiếng, hắn tay phải xương trực tiếp bị gãy. Không chỉ như vậy, bót một đạo nóng hừng hực trưởng ấn rơi vào mặt hắn gò má trên. Trời đất quay cuồng. Tần Nguyên Cường càng bị phiến đến dưới đài. Tần Nguyên Cường thật vất vả mới phản ứng được, vừa định đứng lên, một cái chân to trực tiếp dẫm ở ngực hắn. Ngươi hẳn vui mừng, hôm nay là Nhược Tuyết sinh nhật, nếu không ngươi đã chết. Ta không hy vọng máu ngươi dơ bẩn biệt thự này bất kỳ xó xỉnh nào, cút. Nói chuyện chính là Diệp Thần. Giờ phút này Diệp Thần trong mắt lạnh như băng, lại cũng không có mới vừa rồi ấm mềm. Hắn nhất không thể dễ dàng tha thứ chính là người khác làm nhục người bên cạnh hắn. Hắn vốn định trực tiếp chém chết Tần Nguyên Cường, nhưng là nếu quả thật làm như vậy, vậy Hạ Nhược Tuyết sinh nhật sẽ bị hủy. Tần Nguyên Cường muốn đứng dậy, nhưng phát hiện một cổ vô hình uy áp bao phủ hắn. Để cho hắn chút nào không thể nhúc nhích. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, uy hiếp nói, người biết ta là ai chăng? Ta là người Tần gia, người động ta một chút thử một chút. Tần gia, Diệp Thần lặp lại. Đúng, bây giờ ngươi sợ chưa, ngươi động ta, Tần gia tuyệt đối sẽ không tha ngươi, trừ phi ngươi ở ta trước mặt quỳ xuống. Tần Nguyên Cường âm trầm nói, gương mặt dữ tợn. Nhưng là một giây kế tiếp, Diệp Thần thanh âm vang lên, hắn nụ cười cứng lên. Tần gia là thứ gì? Coi như Tần gia gia chủ tới, kết quả cũng giống vậy. Dưới sàn tất cả mọi người tựa như lòng cũng treo ở cổ họng lên. Cái này Diệp Thần điên rồi sao? Lại dám đối với người Tần gia nói những lời này. Tần gia là thứ gì? Tần gia tự nhiên không phải đồ, hắn nhưng mà tỉnh Chiết Giang cao cấp võ đạo một trong những gia tộc à. Nếu như Tần gia gia chủ tới, toàn bộ biệt thự nói không chừng đều phải sụp đổ. Một cổ tức giận thẳng xông lên Tần Nguyên Cường đỉnh đầu, hắn đưa ngón tay ra trước Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi chết chắc. Chết chắc. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bắt lại Tần Nguyên Cường quần áo, trực tiếp xách lên. Tần Nguyên Cường võ đạo thực lực không kém, nhưng là không biết vì sao, chính là không phản kháng được. Ngay tại Diệp Thần sắp đi tới cửa thời điểm, nhẹ nhàng ném đi, sau đó một cái đá bên hông, trực tiếp đem Tần Nguyên Cường đá bay. Đá ra ngoài cửa. Nhưng là hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc. Diệp Thần nhìn một cái Ô Hạng Minh, phân phó nói, Ô Hạng Minh, bên ngoài điều này Tần gia chó, không lưu người sống. Trên trận chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần vậy mà sẽ hạ lệnh để cho Ô Hạng Minh đi chém chết Tần Nguyên Cường. Không lưu sức sống cái này bốn chữ giống như một cây cương châm gắt gao đóng vào ngực của bọn họ. Không cách nào hô hấp. Mấu chốt Diệp Thần là trước mặt nhiều người như vậy nói à. Hắn giống như không chút kiêng kỵ nào vậy. Tên này chẳng lẽ không sợ Tần gia trả thù. Tần gia lửa giận há là hắn và Ô gia có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Ô Hạng Minh trên mình, bọn họ nhận là Ô Hạng Minh cân nhắc đến tỉnh Chiết Giang thế cục hẳn sẽ không động thủ. Thậm chí sẽ đối với Diệp Thần khuyên mấy câu. Đây là dưới mắt có khả năng nhất sự tình phát sinh. Nhưng là tất cả mọi người đều đoán sai rồi, Ô Hạng Minh đứng lên, con người lóe lên một tia hung quang và âm ngoan. Trực tiếp hướng biệt thự bên ngoài Tần Nguyên Cường đi. Diệp tiên sinh. Ô Hạng Minh vậy sát cơ lạnh như băng bọc toàn trường, để cho tất cả mọi người hô hấp cũng dừng lại. Ô Hạng Minh lại có thể thật muốn ra tay, hơn nữa liền do dự cũng không do dự. Hắn là điên. Phải đem sau lưng Ô ra đẩy lên tuyệt lộ. Nếu như Ô Hạng Minh chém giết Tần Nguyên Cường, vậy Tần gia giận dữ, tiếp theo chính là Tần Ô hai nhà đại chiến à. Kết cục sau cùng, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Tỉnh Chiết Giang hoàn toàn thời tiết thay đổi và tẩy bài à. Ai có thể nghĩ tới, Ninh Ba thời tiết thay đổi lại là một người thanh niên ra lệnh đưa tới. Tất cả mọi người lại nhìn về phía cái đó hai tay chắp sau lưng chàng trai, đối phương như thiên thần hạ phàm. Khí thế nhìn bằng nửa con mắt muôn vàn con kiến hôi. Liền liền Hạ Mẫu vậy một tia đối với Diệp Thần oán hận vậy không còn gì vô tồn. Nàng làm sao oán hận? Loại này tồn tại, nàng có cái gì tư cách oán hận?
Mặc dù không rõ ràng Diệp Thần không chút kiêng kỵ nguyên nhân là cái gì, nhưng là đối phương ngày hôm nay nơi triển hiện thực lực quá không thể tưởng tượng nổi. Nàng lại là nghĩ tới cái đó nửa năm ước hẹn, trước mắt Diệp Thần thực lực kinh tế có thể xa xa không địch lại Hạ Gia. Nhưng đối phương có võ đạo thực lực là được à? Tỉnh Chiết Giang thế cục và quy tắc ai tới lập ra? Còn không phải là những cái kia cao cấp võ đạo cường giả. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy Hạ Gia vô cùng nhỏ bé. Chí ít bây giờ nàng đã ngửa mặt trông lên Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần chung một chỗ, ngược lại cũng không phải không thể nào, nhưng là hết thảy các thứ này muốn thành lập ở hắn không chết hiểu dưới tình huống. Diệp Thần cố nhiên là thiên tài, có thể hắn thật có thể ở Tần gia tức giận Hạ sống sót sao? Một điểm này, Hạ Mẫu Cầm hủy bỏ thái độ. Chí ít hắn bây giờ chỉ thấy Diệp Thần sau lưng chỉ có Ô Hạng Minh và Tỉnh Chiết Giang Chu gia mà thôi. Nếu như Ô gia dính đến sinh tử tồn vong, tự nhiên sẽ không chút do dự đem Ô Hạng Minh vứt bỏ. Đến lúc đó Diệp Thần chỉ một thân một mình như thế nào đối mặt ưu việt Tỉnh Chiết Giang Tần gia? Hoa Hạ bề ngoài nhìn như hòa bình, nhưng là sau lưng có bao nhiêu thịt sống phong huyết mưa, người bình thường căn bản không cách nào biết được. Giờ phút này Ô Hạng Minh đã tới đi tới Tần Nguyên Cường trước mặt. Ánh mắt lãnh đạm, như đối đãi một người chết vậy. Tần Nguyên Cường lui về sau một bước, thanh âm run rẩy nói, Ô Hạng Minh, ngươi không thể động ta. Ngươi động ta, liền chờ cùng Tần gia tuyên chiến. Chuyện này là Tần gia và Diệp Thần giữa mâu thuẫn, và ngươi không liên quan, ta không biết ở Tần thiếu trước mặt nói tới ngươi. Tần Nguyên Cường thật luống cuống, hắn mặc dù là thực lực không tệ. Nhưng là ở tông sư bảng trước 500 Ô Hạng Minh trước mặt, căn bản không có tư cách động thủ à. Ô Hạng Minh muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Dưới mắt hắn nhất định phải sống sót. Sống sót mới có thể nói cho Tần thiếu hết thảy tình huống. Sống sót mới có thể trả thù cái đó cuồng vọng Diệp Thần. Sống sót mới có thể thấy Tần gia căm giận ngút trời. Ô Hạng Minh chỉ như vậy lạnh nhạt nhìn Tần Nguyên Cường, không có một tia dao động. Đột nhiên, hắn lên tiếng, ngươi không nên đắc tội Diệp tiên sinh, các người Tần gia cũng không có tư cách đắc tội Diệp tiên sinh, lấy Diệp tiên sinh thực lực, diệt không diệt Tần gia, chẳng qua là chuyện một câu nói. Ô Hạng Minh bây giờ trong đầu đột nhiên nổi lên Diệp Thần ở trên đài võ đạo điên cuồng. Một cước bước ra, đài võ đạo đoạn. Ngưng tụ kiếm khí, ngàn dặm giết người. Kinh khủng này thủ đoạn, đương kim Hoa Hạ mấy người có thể làm được. Cho dù có người có thể làm được, ai có thể giống như Diệp Thần như nhau ung dung. Tần Nguyên Cường nghe được Ô Hạng Minh nói tiếng nói, con người tràn đầy kinh hoàng. Hắn từ Ô Hạng Minh diễn cảm tới xem, hết thảy các thứ này đều là thật. Diệp Thần lại có tư cách diệt Tần gia. Làm sao có thể? Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, dám muốn nói cái gì, Ô Hạng Minh một chảo đã bấu vào Tần Nguyên Cường trên mình. Vô cùng đau đớn. Nhưng là Ô Hạng Minh cũng không có giết hắn, mà là mang hắn hướng xa xa lao đi. Diệp tiên sinh nói, máu ngươi không tư cách dơ bẩn Hạ tiểu thư tiệc sinh nhật. Mười mấy giây sau đó, trong yến hội tất cả mọi người đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết. Thanh âm rất xa, nhưng vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, ai có thể nghĩ tới một cái nhìn như thông thường chàng trai lại như vậy quả quyết sát phạt. Liền Tần gia cũng không coi vào đâu. Không lâu lắm, Ô Hạng Minh trở về, hướng Diệp Thần gật đầu một cái. Thấy một màn này, bọn họ đều biết Tần Nguyên Cường thật đã chết rồi. Điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Tiệc sinh nhật dĩ nhiên phải tiếp tục, cũng may phần lớn khâu đã tiến hành xong hết rồi. Hạ gia vậy rất sợ xuất hiện ở chuyện, liền giảm bớt một ít chậm tách ra, thật sớm kết thúc. Đối với Hạ Nhược Tuyết mà nói, nhận được Diệp Thần lễ vật, đã là nàng lần này sinh nhật lớn nhất vui mừng. Sớm kết thúc và trễ kết thúc thật ra thì đều giống nhau. Nàng trên cổ đã mang theo tinh thần chi lệ, vô cùng đẹp. Ngồi ở phía dưới Tôn Di, không biết đang suy nghĩ gì, vẫn nhìn Diệp Thần, nhưng là vừa không nói lời nào. Đại tỷ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không yêu ta. Diệp Thần chân thực không chịu nổi Tôn Di ánh mắt, trêu ghẹo nói. Một giây kế tiếp, Tôn Di tay liền xuất hiện ở Diệp Thần giữa eo, uy hiếp nói, tiểu thần tử, người nói ai đại tỷ đâu, ta có giả như thế sao?
tin không tin tay ta 360 độ xoay tròn. Diệp Thần cảm giác được bên hông lực lượng, cười một tiếng, được được được, ta nói sai rồi, hẳn là tiểu tiên nữ. Tôn Di khá là nghiêm túc xen vào nói, còn chưa đủ, hẳn gọi ta là siêu cấp đáng yêu Tôn Di tiểu tiên nữ. Diệp Thần một mặt hắc tuyến, cảm tưởng và Tôn Di nói tiếp, Hạ Mẫu đi tới, nhẹ giọng nói, Diệp Thần, người theo ta tới một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Hạ Mẫu sẽ tìm mình, Diệp Thần bản cho là Hạ Nhược Tuyết tìm hắn, liền đi theo Hạ Mẫu đi, nhưng đã đến một căn nhà, Diệp Thần cũng không có phát hiện Hạ Nhược Tuyết, chỉ có Hạ Mẫu một cái. Đây là chuẩn bị nghiêm hình đánh khảo. Hạ Mẫu thái độ ngược lại là có rất chuyển biến lớn, không có vậy tơ cay nghiệt và cao ngạo, thậm chí tự tay cho Diệp Thần rót một ly trà, mở miệng nói, ngươi hẳn biết ta đơn độc tìm ngươi là ai tại sao đi. Diệp Thần nhướng mày một cái, lắc đầu một cái, ta còn thật không biết. Hạ Mẫu không biết Diệp Thần là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, uống một hớp trà, khạc ra mấy chữ, bởi vì Nhược Tuyết. Diệp Thần, không thể không nói, ngươi gần đây làm một ít chuyện, để cho ta mở rộng tầm mắt, ta không khỏi không thừa nhận mình nhìn lầm, ta cũng không biết ngươi biến mất 5 năm rốt cuộc đi nơi nào. Hạ Mẫu rất rõ ràng, ở Diệp Thần đời người quý tích lên, vô cùng bình thường. Duy chỉ có vậy 5 năm. Trống rỗng, Hạ gia vận dụng hết thảy lực lượng, cũng không tra được Diệp Thần 5 năm này đi nơi nào. Ngươi tìm ta chính là vì nói những lời này. Diệp Thần nhàn nhạt nói, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Hạ Mẫu tiếp tục nói, Nhược Tuyết và Tần gia có hôn ước, ngươi biết không? Diệp Thần thân thể ngẩn ra, lại ngồi trở về, hôn ước. Ta làm sao không có nghe Nhược Tuyết nhắc qua. Đây là rất sớm chuyện lúc trước, Hạ gia mặc dù là tỉnh Chiết Giang gia tộc lớn, nhưng là chỉ bất quá nắm trong tay Chiết Giang một số kinh tế mạch máu mà thôi. Tỉnh Chiết Giang gia tộc lớn nếu như muốn hòa bình ổn định lâu dài sống được, thì nhất định phải có võ đạo thực lực phụ thuộc vào, cái này là Hạ gia làm yếu địa phương. Hạ gia mặc dù cũng có mấy vị tông sư cường giả, nhưng là xa xa không đủ. Tần gia là Hạ gia đường gia duy nhất, mấy năm này Hạ Nhược Tuyết phụ thân một mực đang tìm cầu võ đạo gia tộc thông gia, vẫn không có kết quả, cho đến Tần gia xuất hiện. Cửa hôn sự này là Tần gia chủ động nói, cái này làm cho chúng ta vậy rất là bất ngờ, hôn ước dựa theo thời gian suy tính, còn có mấy tháng thời gian. Ngươi biết ta tại sao đối với ngươi nói những thứ này sao? Hạ Mẫu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì. Trong mắt hắn mang một tia dùng mình, nếu như vực sâu vạn trượng. Sâu không thấy đáy. Hạ Mẫu thở dài một cái, nghiêm túc nói, ta biết ngươi có thể sẽ hận ta, trước ta xác thực làm một ít thật xin lỗi chuyện ngươi, nhưng là hết thảy các thứ này ta cũng là vì Hạ gia, vì Nhược Tuyết. Phàm là sinh ở đại gia tộc cô gái, hôn ước tất nhiên không cách nào lựa chọn, thông gia là đại gia tộc duy nhất ra lò, ta năm đó cũng là bởi vì là thông gia mới biết Hạ Nhược Tuyết phụ thân. Diệp Thần vẫn là không có nói chuyện, hắn rất rõ ràng, Hạ Mẫu chân chính muốn nói còn ở phía sau. Hạ Mẫu một mực chú ý Diệp Thần phản ứng, nhưng là Diệp Thần trừ vừa mới bắt đầu có một tia sát ý bất ngờ, phía sau hoàn toàn là giếng cổ không dao động dáng vẻ. Giống như nắm trong tay hết thảy. Nàng cắn môi một cái nói, vô cùng nghiêm túc nói, Diệp Thần, ta hy vọng ngươi thối lui ra Hạ Nhược Tuyết sinh hoạt bên trong, ngươi đắc tội Tần gia. Tần gia tất nhiên sẽ đối với ngươi mở ra điên cuồng trả thù. Ngươi mặc dù sau lưng có Ô Hạng Minh, nhưng là Ô Hạng Minh bây giờ khẳng định không thể đại biểu Ô gia. Chu gia cũng không khả năng giúp ngươi, bây giờ ngươi hoàn toàn là tứ cố vô thân trạng thái, một mình ngươi như thế nào đối kháng cắm rễ tỉnh Chiết Giang mấy trăm năm Tần gia à? Ta nói những lời này, là vì ngươi tốt, thừa dịp sự việc còn không có chuyển tới Tần gia nơi đó, ngươi nhanh lên rời đi Ninh Ba. Đi một cái ai cũng không tìm được địa phương, đây là ngươi duy nhất sống tiếp có thể. Hạ Mẫu nói đến phần sau cơ hồ là gầm hét lên. Nàng đây không phải là tư tâm, mà là thật vì Diệp Thần tốt. Bên trong nhà khôi phục yên tĩnh. Chỉ có Hạ Mẫu kích động tiếng thở dốc. Đột nhiên, Diệp Thần lên tiếng, tỉnh Chiết Giang Tần gia rất lợi hại. Đúng, nó là tỉnh Chiết Giang cao cấp võ đạo một trong những gia tộc, chỉ một kể từ bây giờ tới xem. Ô gia không phải Tần gia đối thủ. Hạ Mẫu nói. Vậy hắn và tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội ai càng lợi hại hơn? Diệp Thần hỏi. Hạ Mẫu ngẩn ra,
nàng không hiểu Diệp Thần tại sao phải đột nhiên nhắc tới tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội. Bởi vì đài võ đạo sự việc phát sinh còn không bao lâu, nàng bận biểu tiệc sinh nhật sự việc, tự nhiên không biết đài võ đạo phát sinh hết thảy. Nàng trầm tư mấy giây vẫn là nói, tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp sẽ tương đối phức tạp, hắn là một cái tổ chức đặc thù, cái tổ chức này quan hệ đến liền quá nhiều võ đạo gia tộc lợi ích, Tần gia và Ô gia cũng dính dấp ở bên trong, hai người cơ hồ không thể so sánh, nếu như bàn về sức ảnh hưởng, tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp hội mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Thần đứng lên, nói một câu, biết, liền đi ra bên ngoài. Hạ Mẫu có chút mộng, nói đều không nói xong, tên này đi cái gì? Nàng lấy là Diệp Thần bị Tần gia hù dọa, có chút thẹn quá thành giận mới rời đi, vội vàng nói, Diệp Thần, người dự định lúc nào rời đi Ninh Ba, ta có thể cho ngươi an bài máy bay tư nhân. Diệp Thần bước chân dừng lại, không có xoay người, ngược lại hừ lạnh một tiếng, một cổ tán loạn thiên hạ khí thế phóng thích mở. Trời đất tuy lớn, còn không có gì thế lực có tư cách để cho ta Diệp Thần hạ mình. Hắn Tần gia nếu dám tới tự tìm cái chết, ta không ngại đem hắn nhổ tận gốc. Cửa đóng lại. Bên trong nhà chỉ còn lại thân thể run rẩy Hạ Mẫu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vậy cánh cửa, không biết đang suy nghĩ gì. Thang thần nhất phẩm lầu cuối. Diệp Thần và Tôn Di trở lại nhà, Hạ Nhược Tuyết bản dự định ngày hôm nay cứ tới đây, nhưng là nàng ngoại bà ngày mai sẽ phải đi, nàng liền dự định lại cùng ngoại bà một đêm. Dẫu sao có thể cùng cụ già chung đụng thời gian, chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Phương diện này, có thể thấy được Hạ Nhược Tuyết vẫn là rất hiếu thuận. Diệp Thần ở phòng khách mới vừa mở tivi, Tôn Di liền đặt mông ngồi ở Diệp Thần bên người, bởi vì nàng ăn mặc làm nền tảng sam, rất chặt, trực tiếp đem ngực nàng vậy gợn sóng vĩ đại vật tu bổ vô cùng hoàn mỹ. Tiểu thần tử, thành thật khai báo, mới vừa rồi Nhược Tuyết hôn ngươi, ngươi có phải hay không trong lòng đặc biệt kích động? Đặc biệt đắc ý. Tôn Di nhích lại gần, nhẹ giọng nói. Mặc dù là đùa giỡn tính chất, nhưng là Tôn Di luôn cảm giác bị mất cái gì. Nàng thích Diệp Thần. Thật thích. Ở đó một mới biết yêu tuổi tác, chỉ thích. Diệp Thần trở về, nàng so tất cả mọi người đều vui vẻ. Nàng vốn lấy là Diệp Thần chỉ thuộc về nàng, nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Thần thực lực càng mạnh, năng lực càng lớn, hắn mỹ nữ bên cạnh chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Bây giờ nàng không xa cầu Diệp Thần chỉ thích nàng một người, nhưng là nàng hy vọng Diệp Thần trong lòng vĩnh viễn có nàng vị trí. Tạm được đi, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Khẩu thị tâm phi người đàn ông, Tôn Di nói một câu, ta hỏi ngươi một vấn đề rất nghiêm túc, ngươi nhất định phải trả lời ta. Diệp Thần ngẩn ra, mới vừa muốn nói chuyện, trước mắt một cái bóng đen bao trùm, Tôn Di môi đỏ mọng thẳng tiếp hôn lên. Diệp Thần theo bản năng đưa tay ra ngăn cản. Nhưng vừa vặn đè ở Tôn Di vậy gợn sóng vĩ đại trước ngực vật. Mềm mại, một cái tay đều cơ hồ nắm giữ không được. Môi đỏ mọng rời đi, Tôn Di mặt đẹp đỏ ửng, nghiêm túc nói, đây chính là vậy vấn đề, ta hôn ngươi và Nhược Tuyết hôn ngươi, loại nào cảm giác tốt? Không thể nói đều tốt, cũng không thể nói sang chuyện khác. Diệp Thần thật không nghĩ tới Tôn Di sẽ như vậy tới. Hắn biết rõ ở nữ sinh trước mặt muôn ngàn lần không thể nói một cái khác nữ sinh tốt, không chút do dự nói, dĩ nhiên ngươi hôn ta cảm giác tốt. Tôn Di nghe được câu này, mặt nghiêm túc bằng ngay tức thì xì một tiếng bật cười. Cười lúm đồng tiền như hoa. Tiểu thần tử, người thái độ này, bổn cung rất thích, cho nên ngày hôm nay bổn cung dự định tự mình làm bí chế tôm hùm nước ngọt cho ngươi nếm thử một chút. Không khí rất yên lặng. Bởi vì hai người khoảng cách rất gần, trong mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau, một cổ kích thích tố dần dần ngưng tụ. Diệp Thần đã sớm bị cái này nha đầu làm trong lòng ngứa một chút, cũng không nhịn được nữa, mới vừa là có động tác, Tôn Di thân thể trực tiếp nhào tới. Đem Diệp Thần hung hãn đè xuống ghế salon. Bốn mảnh môi múi dán thật chặt chung một chỗ. Ướt át, đầu lưỡi ở với nhau trên mình vô tình đòi lấy. Diệp Thần bao bọc Tôn Di eo ếch. Từ từ tuột xuống động, thẳng đến vậy mê người cái mông. Tôn Di vậy đỉnh núi thật chặt đè Diệp Thần, hôn đến cổ của hắn và mỗi một nơi da thịt. Củi khô lửa cháy bừng bừng, chính là như vậy đốt. Tôn Di làm nền tảng sam trực tiếp bị Diệp Thần xé, đối với trắng như tuyết thỏ trắng lớn chỉ như vậy bắn ra ngoài, cho người tầm mắt cực mạnh đánh vào. Hô hấp của hai người càng phát ra dồn dập,
Tôn Di thậm chí cũng làm xong hiến thân chuẩn bị. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến hơn một bước thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động reo. Diệp Thần ngón tay đông lại một cái, một đạo chân khí bắn đi ra ngoài, điện thoại di động trực tiếp toát ra một hồi khói tới, hoàn toàn báo hư. Mấy giây sau đó, trên bàn Tôn Di điện thoại di động vậy vang lên. Diệp Thần trong lòng thật 10k con CMN bay qua. Rốt cuộc là ai ở thời khắc mấu chốt này đánh tới? Hắn coi như là phục. Tôn Di vốn muốn đi cầm điện thoại, Diệp Thần tiếng trầm thấp vang lên, không cần đi. Hắn vừa định dùng chân khí vậy hủy diệt Tôn Di điện thoại di động, Tôn Di cười nói, yên tâm, ta cũng sẽ không chạy, ngươi gấp cái gì, hai người chúng ta điện thoại cũng vang lên, hẳn là chuyện trọng yếu gì tình, ta đi tiếp một chút. Diệp Thần gật đầu một cái, buông lỏng tay, Tôn Di đứng lên, trực tiếp cầm tới trên bàn điện thoại, nhìn một cái, đối với Diệp Thần nói, Thẩm Hải Hoa đánh tới. Sau đó, liền nhận, Thẩm Tổng, thế nào? 3 giây sau đó, Tôn Di sắc mặt đột nhiên thay đổi, cúp điện thoại, cầm lên một bộ quần áo mặc lên, cũng đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, không xong. Tập đoàn Thiên Chính xảy ra chuyện lớn, đi mau. Thanh âm rất là dồn dập. Diệp Thần không do dự nữa, mặc xong quần áo, trực tiếp và Tôn Di tới xuống đất nhà để xe. 20 phút sau đó, tập đoàn Thiên Chính, phòng họp. Cửa trực tiếp đẩy ra, Tôn Di và Diệp Thần vọt vào. Diệp tiên sinh. Thẩm Hải Hoa thấy Diệp Thần, sắc mặt tái nhợt. Hắn biết mình tất nhiên phải chịu đựng Diệp Thần lửa giận. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn cũng nhận. Tôn Di ngồi ở hai bên, mà Diệp Thần thì đứng ở phía trước nhất, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hải Hoa, chất vấn, rốt cuộc phát sinh cái gì? Cho ta một cái giải thích. Thẩm Hải Hoa cả người tựa như già rồi mấy tuổi. Giải thích, Diệp tiên sinh, buổi tối 8 giờ thời điểm, tập đoàn Thiên Chính bị một nhóm người cưỡng ép xông vào, mấy vị chú đóng tập đoàn Thiên Chính cường giả đều bị vô tình chém chết, mấu chốt chúng ta phương thuốc vậy bị người đánh cắp đi. Tin tức trọng yếu toàn bộ không thấy. Diệp Thần con người đông lại một cái, không thể nào. Hắn ở gìn giữ phương thuốc tin tức trong tủ sắt thiết trí cấm chế, lại là tầng tầng chống trộm các biện pháp, không có chìa khóa và hắn cho phép, căn bản không có thể bị trộm. Toàn bộ tập đoàn chỉ có mấy cái nồng cốt người có thể tiếp xúc. Đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng bắn về phía bên cạnh một cái chỗ trống. Đây là Lữ Trạch Văn vị trí. Lữ Trạch Văn là Đại học Harvard MBA, tinh anh rùa biển, xí nghiệp đưa vào hoạt động và sắp đặt năng lực cực mạnh, cũng coi là Thẩm Hải Hoa mang tới một trong tâm phúc. Hắn vừa vặn có thể tiếp xúc tới toa thuốc tin tức. Loại này hội nghị khẩn cấp. Lữ Trạch Văn lại có thể không tới trận. Diệp Thần tức giận nói. Thẩm Hải Hoa sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, căn cứ quản chế tới xem, là Lữ Trạch Văn mang nhóm người kia tiến vào, không có Lữ Trạch Văn quyền hạn, đám người này cũng không biết như thế dễ như trở bàn tay lấy đi phương thuốc. Diệp Thần rơi vào trầm tư. Trước mắt hắn nắm giữ tin tức chỉ có 2 điểm. Thứ nhất, Lữ Trạch Văn phản bội, là đám người kia nội ứng. Thứ hai, đám người kia thực lực rất mạnh, có thể chém chết hắn từ Diệp Lăng Thiên trên tay điều tới cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Diệp tiên sinh, chuyện này là ta sơ sót, Thẩm Hải Hoa thỉnh cầu trách phạt. Thẩm Hải Hoa trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người. Nhưng là đầu gối còn không có chạm được mặt đất, Diệp Thần bước chân đạp một cái, một cổ cực mạnh chân khí từ mặt đất ngưng tụ ra, rất miễn cưỡng đem Thẩm Hải Hoa chống giữ. Người đàn ông đầu gối đại biểu người đàn ông tôn nghiêm. Chỉ có thể quỳ phụ mẫu và ân sư. Bây giờ không phải là theo đuổi trách nhiệm thời điểm, việc cần kíp là giải quyết vấn đề. Những người đó thi thể ở đâu? Diệp Thần tỉnh táo nói. Càng lúc này, bà khống phương hướng người càng muốn bình tĩnh. Ở lầu 17. Đi, mang ta đi xem. Đi tới lầu 17 gian phòng, Diệp Thần phát hiện 10 cổ thi thể. Hắn mở ra trong đó một cổ thi thể, khi thấy vết thương kia cùng với tròng mắt bất khuất lúc đó, hắn trong lòng phảng phất có một đoàn lửa giận đang cháy. Đám người này cơ hồ là bị nghiền ép đến chết. Thủ đoạn rất là tàn bạo. Hơn nữa xem ra thi bạo người rất là hưởng thụ quá trình này. Bất quá để cho Diệp Thần kinh ngạc là, có chút vết thương căn bản không phải hoa hạ chân khí cùng với kình khí nơi là. Quản chế điều tra sao?
quản chế cũng trước thời hạn bị Lữ Trạch Văn vậy chó má phá hủy. Đầu mối cắt đứt. Diệp Thần hỏi, trừ những thứ này ra, người còn có phát hiện gì sao? Trước mắt còn không có, ta đã để cho người đi thăm dò, có cần hay không thông báo cảnh sát? Diệp Thần lắc đầu một cái, loại chuyện này thông báo cảnh sát không có dùng, vẫn là phải dựa vào tự chúng ta. Đúng rồi, tìm được những thứ này thân nhân của người chết, trừ đi tập đoàn mua bảo hiểm bắt đền bất ngờ, mỗi nhà lại cho 10 triệu, dùng ta tiền đi lưu trình. Thẩm Hải Hoa ngẩn ra, cái này Diệp Thần cũng quá bỏ được rồi. Chỉ tiền bảo hiểm đã đủ những người này người nhà sinh hoạt rất khá, kết quả Diệp Thần lại lấy ra một khoản tiền. Từ thương nhân góc độ mà nói, đây là không có lợi ích có thể nói. Nhưng là từ nhân tình góc độ, Diệp Thần làm như vậy không thể nghi ngờ là chính xác. Đột nhiên, Diệp Thần con người có giúp một cái, phát hiện cái gì, vội vàng đi tới một cổ thi thể trước mặt. Thi thể kia một cái tay nắm thật chặt, gương mặt tái nhợt lộ ra bất khuất. Diệp Thần vặn ra liền tay của người kia, phát hiện một cái ký hiệu đặc thù nút cài nằm ở lòng bàn tay của hắn. Xem ra người này biết mình hẳn phải chết, vẫn còn ở một khắc cuối cùng là tập đoàn lưu hạ tối hậu một tia đầu mối. Cho phụ mẫu nàng và đứa trẻ nhiều đi nữa thêm 10 triệu. Diệp Thần phân phó nói. Sau đó, Diệp Thần cầm lên viên kia nút cài, phía trên hình vẽ rất là cổ quái, không giống như là hoa hạ văn hóa, hắn không do dự nữa. Trực tiếp gọi cho ứng kình điện thoại. Ta muốn tra một kiểu đồ, chụp hình phát người hộp thơ, một tiếng bên trong, ta muốn biết kết quả. Được. Điện thoại cúp. Diệp Thần biết tìm ứng kình là lựa chọn chính xác nhất, đội đột kích long hồn hàng năm ở trong người nước thi hành nhiệm vụ, bọn họ sổ cư khố trong nắm giữ đồ xa so giống vậy tổ chức và thế lực còn nhiều hơn. 10 phút sau đó, Diệp Thần điện thoại reo. Diệp tiên sinh. Cái này nút cài ta tra được tin tức, hắn phía trên hình vẽ từ một cái đảo quốc thế lực, gọi là võ hoàng xã phía sau màn người trưởng Đà là Kitano, thực lực cực mạnh, môn hạ tín ngưỡng người 100.000. Ở nước Nhật, cái này Kitano cơ hồ bị người Nhật làm thần giống vậy tồn tại. Chúng ta đội đột kích long hồn đã từng và võ hoàng xã ở Hoa Hạ Nam Hải vùng biển dậy qua mâu thuẫn, kết quả lưỡng bại câu thương, chúng ta chết 7 vị đội viên. Đây là một chi đối với Hoa Hạ có cực kỳ uy hiếp thế lực, Diệp tiên sinh ngài tại sao sẽ đột nhiên suy nghĩ rõ ràng cái này? Diệp Thần con ngươi lạnh như băng, hỏi, gần đây có võ hoàng xã người tới Hoa Hạ sao? Ứng kình đông lại một cái, có loại dự cảm xấu, nhưng vẫn là nói, ta mới vừa rồi tra xét một chút, thật là có một chi đoàn thăm hoa gần đây thông qua Ninh Ba bến tàu đến Hoa Hạ, vào ở một nhà nhát đầu tư vào khách sạn cấp 5 sao. Cho ta địa điểm. Được. Thẩm Hải Hoa tự nhiên nghe được điện thoại nội dung, hiếu kỳ nói, Diệp tiên sinh, cái này võ hoàng xã làm thế nào? Diệp Thần nhìn trong điện thoại di động tọa độ, cười lạnh một tiếng, quốc gia, là mỗi một người sinh tồn cơ thạch, nếu như phát hiện bất kỳ muốn phá xấu xa Hoa Hạ dẹp yên thế lực, không cần có bất kỳ thương hại, giết. Ninh Ba cảng khách sạn Nhật, phòng tổng thống 1801. Hai cái nhìn như có chút thô bỉ người Nhật ngồi ở trên ghế salon hút xì gà, bọn họ trong ngực cũng ôm một cái không mảnh vải che thân người phụ nữ hấp dẫn. Người phụ nữ từ từ tháo ra hai người quần, phụt ra phụt vô cái gì. Tình cảnh rất là hỗn loạn. Không chỉ như vậy, trước người bọn họ, còn quỳ một cái mang mắt kiếm chàng trai đứng phía sau nằm giữa eo treo võ sĩ đao đầu đinh sát người đàn ông, thân thể thẳng tắp, trong mắt lạnh như băng. Giống như chiến sĩ. Bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Vậy hai cái người đàn ông thô bỉ người cầm lên trên bàn ly rượu chát, cạn một ly. Một người trong đó sang sáng thanh âm vang lên, Akita quân, không nghĩ tới lần này thăm hoa ngày thứ nhất lại thì có loại thu hoạch này, ta cảm giác là chúng ta Đại Nhật Đế quốc Thiên Hoàng ở che chở chúng ta. Akita quân cũng là cười một tiếng, sờ một cái nữ nhân dưới người bộ vị nhạy cảm, nói, Uehara quân. Lời này ngươi nói sai rồi, Thiên Hoàng chỉ có thể che chở người bình thường, mà giống như chúng ta như vậy tồn tại phải cảm tạ Kitano đại nhân. Uehara quân nghe phía sau cái tên đó, con ngươi hơi co rúm một cái, đúng đúng đúng, Akita quân nói không sai, chúng ta đều là Kitano đại nhân phục vụ, tự nhiên phải cảm tạ Kitano đại nhân. Ngay tại lúc này, vậy một mực quỳ mắt khiến người đàn ông ngẩng đầu lên, hai vị đại nhân, chuyện này...
ta chắc có chút công lao đi. Nếu như Thẩm Hải Hoa ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, người này chính là tập đoàn Thiên Chính mất tích Lữ Trạch Văn. Hai cái người Nhật lúc này mới chú ý tới quỳ ở trước người người đàn ông TQ, cười một tiếng, đó là tự nhiên, ngươi là chúng ta Đại Nhật Đế quốc nô lệ trung thành nhất. Lữ Trạch Văn ngẩn ra, hắn muốn không phải những lời này, gặp hai người cũng không có đề cập ý nghĩa, hắn chỉ có thể nhắc nhở, hai vị đại nhân, vậy các ngươi đáp ứng ta đổ có phải hay không hẳn thực hiện một chút. Tập đoàn Thiên Chính nhất định sẽ phát hiện chuyện này và ta có liên quan, nói không chừng còn biết báo CA, Hoa Hạ ta đã không thể ở tiếp nữa, đại nhân, các người lúc nào đưa ta đi các người nơi đó, ta đối với quốc gia các người văn hóa một mực rất tín ngưỡng. Ta nguyện ý ở quốc gia của các người một mực phát triển, ta là Đại học Harvard MBA, bàn về ta năng lực, nhất định có thể là Đại Nhật Đế quốc làm cống hiến. Thời khắc này Lữ Trạch Văn nịnh hót giống như là một con chó. Ở hắn xem ra mình cuộc sống tốt đẹp liền nắm ở cái này hai cái tay của đàn ông bên trong. Uehara quân nhìn một cái Lữ Trạch Văn, có chút kinh ngạc, người nói người phải đi chúng ta nơi đó. Đúng đúng đúng. Ta lúc nào đáp ứng người chuyện này? Uehara quân nhíu mày nói. Lữ Trạch Văn ngẩn ra, chợt mặt biến sắc trắng bệch. Uehara quân đại nhân, ngài đùa gì thế? Ban đầu chúng ta không phải nói xong, chỉ cần ta giúp các người trộm được tập đoàn Thiên Chính phương thuốc, các người liền mang ta rời đi, hơn nữa 30 triệu USD. 30 triệu USD. Akita quân trực tiếp đẩy ra nữ nhân trước mặt, mặc xong quần, một chân đạp ở Lữ Trạch Văn trên ngực. Cường đại lực lượng trực tiếp đem Lữ Trạch Văn đá lộn mèo trên đất. Người cái này Đại Nhật Đế quốc nô lệ, có cái gì tư cách hỏi chúng ta đòi tiền? Là quốc gia chúng ta phục vụ, hẳn là vinh hạnh của các ngươi. Còn nữa, các người đám này hèn mọn người Hoa, ban đầu quốc gia chúng ta xâm lược các người, nếu như không phải là các người Hoa hạ vận khí tốt, có thể hiện tại tất cả người Hoa đều được là chúng ta đầy tớ. Lữ Trạch Văn sắc mặt đại biến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người, hận không được há mồm liền đem hai người thịt cắn tới, nhưng là vừa nhìn thấy phía sau năm người đàn ông, hắn không dám động. Xem ra cái này hai người chắc chắn sẽ không mang hắn rời đi TQ, tập đoàn Thiên Chính hắn vậy không đi được, Hoa hạ đã không có chỗ hắn dung thân. Hắn cái này đồng lứa chỉ như vậy phá hủy. Đáng chết! Hắn căn bản cũng không nên tin tưởng đám này người Nhật. Hắn nặn chặt quả đấm, đứng lên. Mặt không chút thay đổi nói, nếu nơi này không có chuyện ta, vậy ta liền rời đi trước. Uehara quân con người đông lại một cái, làm một cái động tác tay, sau lưng mấy vị võ hoàng xã chiến sĩ trực tiếp giữ lại Lữ Trạch Văn bả vai, lại là đem hắn đè ở trên bàn. Hèn mọn người Hoa, ta có để cho ngươi đi sao? Đem cái này xử lý sạch sẽ. Lữ Trạch Văn sắc mặt đại biến, muốn vùng vẫy, phát hiện căn bản không có thể. Hắn liếc xéo đến sau lưng một người đã rút ra một cái võ sĩ đao, hoàn toàn luống cuống. Uehara quân đại nhân, ta cái gì cũng không muốn. Ngươi tại sao còn muốn giết ta? Van cầu ngươi thả qua ta. Lữ Trạch Văn cầu xin. Uehara quân cười lạnh một tiếng, hèn mọn hèn hạ người Hoa, ngươi đáng chết. Giết! Sẽ ở đó cái võ hoàng xã chiến sĩ chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Ai cho các người dũng khí, dám như thế làm nhục ta Hoa hạ. Thanh âm lạnh đến xương tủy. Bên trong phòng tất cả mọi người ngẩn ra, gian phòng liền mấy người bọn hắn, phía sau tại sao có thể có thanh âm. Bọn họ chợt hướng sau lưng nhìn. Chỉ gặp một người thanh niên dựa vào cửa sổ, rút ra một điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn về phía bọn họ. Không biết vì sao, một cổ lạnh lẽo tập kích lên tất cả mọi người sau lưng. Bọn họ trong mắt như gặp quỷ vậy. Mấu chốt bọn họ căn bản không biết tên này lúc nào xuất hiện à. Đây chính là lầu 18 à. Giống như âm hồn vậy. Lữ Trạch Văn dĩ nhiên biết cái thanh âm này là ai. Hắn thật giống như bắt cuối cùng một cây rơm dạ. Kích động nói, Diệp tiên sinh, cứu ta. Mau cứu ta. Diệp tiên sinh. Uehara quân và Akita quân ngẩn ra, nguyên lai là người Hoa. Bọn họ vội vàng ra lệnh võ hoàng xã một người chiến sĩ nói, đem cái đó thằng nhóc TQ giết. Mang tới. Một cái võ hoàng xã chiến sĩ rút ra bên hông võ sĩ đao, khí lưu cuồn cuộn, bước ra một bước, trực tiếp hướng Diệp Thần bổ tới.
Lực lượng này tựa như đều ở đây xé không khí, gào thét từng cơn. Quá kinh khủng. Diệp Thần không có chút nào tránh né ý nghĩa, nhìn vậy nhanh chóng rơi xuống võ sĩ đao, cong ngón tay bắn ra, mang sao hỏa tàn thuốc giống như một viên đạn vậy bắn đi ra ngoài. Nếu như cẩn thận xem, tất nhiên sẽ phát hiện tàn thuốc bề ngoài bao quanh một tia khí lưu. Xích, một tiếng, tàn thuốc lại trực tiếp xuyên qua cái đó võ hoàng xã chiến sĩ ấn đường. Sau đó đụng vào trên tường, lõm sâu mấy cm. Lách cách, võ sĩ đao rơi ở trên mặt đất, cái đó võ hoàng xã chiến sĩ vậy tê liệt ngã xuống đất. Không có một tia sức sống. Ừng ực, Uehara quân và Akita quân hung hãn nuốt nước miếng một cái, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cái đó rơi vào tường thể tàn thuốc. CMN, cái này mẹ hắn thật là tàn thuốc sao? Tàn thuốc nhưng mà sợi cơ bản chế tạo mà thành à. Năng lực chịu đựng và cây bông vải không sai biệt lắm. Nhưng là làm sao đến nơi này cái thằng nhóc TQ trong tay, giống như là viên đạn vậy. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Cái này thằng nhóc TQ là ma quỷ sao? Diệp Thần cũng không cho bọn họ phản ảnh thời gian, từng bước hướng Akita quân và Uehara quân đi tới. Làm nhục ta TQ, chết không có gì đáng tiếc. Hai người gặp Diệp Thần đi tới, hoàn toàn luống cuống, vội vàng hướng còn dư lại võ hoàng xã chiến sĩ nói, mau. Mau ngăn lại hắn. Còn dư lại bốn người rối rít rút ra võ sĩ đao hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần nhìn lướt qua bốn người, từ bọn họ trên người thực lực tới xem, căn bản không có thể chém chết tập đoàn thiên chính những cường giả kia. Đám này người Nhật sau lưng hiển nhiên còn có người, chỉ bất quá không ở nơi này. Hắn vậy không muốn lãng phí thời gian, nhìn bốn đem võ sĩ đao rơi xuống, dưới chân như gió, né người sang một bên, tay phải lộ ra, trực tiếp giữ lại một người trong đó cổ tay. Lực lượng bùng nổ, chỉ nghe gặp rắc rắc, một tiếng. Vậy võ hoàng xã chiến sĩ xương trực tiếp gãy. Mắt xem võ sĩ đao thì phải dụng, Diệp Thần điểm mũi chân một cái, một cổ chân khí đụng vào võ sĩ đao trên. Chỉ nghe gặp vèo, một tiếng, võ sĩ đao trực tiếp xuyên thấu một người trong đó cổ. Máu tươi bung ra, vô cùng dữ tợn, khốn khiếp, còn dư lại hai người tức giận hướng Diệp Thần vào tới. Diệp Thần một cái bước dài, trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Sau đó một cái tay khác đột nhiên hóa là ưng chảo, trực tiếp vỗ vào một người trong đó trên cổ. Lực lượng bùng nổ. Cái đó võ hoàng xã chiến sĩ đập vào vách tường trên, cả người xương cốt cũng chấn vỡ rách. Trong miệng từng ngụm khạc ra máu tươi. Còn sót lại một người có chút luống cuống, nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý hết thảy hướng Diệp Thần chém tới. Nhưng là một giây kế tiếp, võ sĩ đao liền bị Diệp Thần thật chặt cầm ở trong tay. Người nọ con ngươi trợn to, tràn đầy kinh hoàng. Đinh, một tiếng, vô cùng thanh thúy, võ sĩ đao rất miễn cưỡng bị Diệp Thần gãy, lại là bắn vào ngực của người kia. Hoàn toàn ngã xuống. Hết thảy các thứ này chỉ bất quá phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ. Quá nhanh. Sắp đến Akita quân và Uehara quân kịp phản ứng, đã kết thúc. Vậy hai cái không mảnh vải che thân người phụ nữ thấy khách sạn căn hộ đột nhiên nằm mấy cổ thi thể. Máu tươi tiệm nhiễm thảm trải sàn, tiếng thét chói tai. Bạn muốn rời đi, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái. Bọn họ chỉ có thể vọt tới phòng vệ sinh, khóa cửa lại. Diệp Thần tự nhiên không biết quản hai nữ nhân kia, tiếp tục hướng vậy hai cái người Nhật đi tới. Akita quân thân thể run rẩy, rúc vào xó xỉnh, chỉ Diệp Thần nói, thằng nhóc TQ, người đừng tới đây, ta là đoàn thăm hoa, ta là các người hoa hạ khách. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một cước bước ra, trực tiếp đá vào Akita quân trên mặt. Cường đại lực lượng trực tiếp để cho Akita quân cả khuôn mặt biến hình, lại là máu thịt mơ hồ hướng sau lưng ngã xuống. Tại chỗ chết, Diệp Thần ánh mắt rơi vào còn dư lại Uehara quân trên mình, nhàn nhạt nói, hắn phế lời nói xong, người còn nữa không? Một cổ lạnh như băng chết ý bọc toàn trường. Uehara quân không nhịn được dùng mình một cái. Hắn dám nói sao? Căn bản không dám. Ngay tại lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đánh mở. Gỗ đặc ngay tức thì chia năm xẻ bảy. Mặt gỗ phân bay. Một cái trên mặt có sẹo trung niên nam tử vọt vào. Hơi thở cực kỳ cường thế. Uehara quân thấy trung niên nam tử,
mặt lộ vẻ vui mừng, Tứ Xuyên Khi đại nhân, cứu ta. Hắn nhưng mà biết, Kawasaki Uno nhưng mà võ hoàng xã huyền cấp cao thủ, võ hoàng xã cao thủ phân là thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Huyền cấp cao thủ ở đảo quốc võ hoàng xã chỉ có 10 vị. Đối phó một ít hoa hạ tông sư đều là thành thạo. Cái này thằng nhóc TQ chết chắc. Khốn khiếp, Kawasaki Uno nổi giận gầm lên một tiếng, hoa hạ con kiến hôi cũng dám động chúng ta đại nhật đế quốc người. Tự tìm cái chết. Diệp thần con ngươi lạnh như băng, chân phải nâng lên, sau đó hung hăng đè xuống. Trực tiếp nện ở Uehara quân trên ngực. Uehara quân nụ cười cứng ngắc, hắn căn bản không nghĩ tới cái này thằng nhóc TQ sẽ ngay trước Kawasaki Uno động thủ. Giờ phút này, hắn cảm giác thân thể nặng nề không chịu nổi, máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Hắn con ngươi trắng bệch, trực tiếp té xuống đất. Giết ngươi, thật là dơ bẩn giày của ta. Diệp thần nói. Khốn khiếp. Diệp thần tầm mắt rơi vào Kawasaki Uno trên mình, lạnh lùng nói, tập đoàn thiên chính những người đó là ngươi giết. Kawasaki Uno ngẩn ra, chợt vui vẻ cười to đứng lên, ngươi nói đúng những cái kia hoa hạ phế vật. Ta còn lấy là các người hoa hạ võ đạo cường giả có thực lực gì. Đều là rác rưởi, có người còn quỳ xuống không ta trước mặt cầu xin tha thứ, nói con của hắn mới vừa mới sinh ra. Không muốn chết, người biết thế nào sao? Ta trực tiếp một cái tay một cái chân phế hắn, để cho hắn cảm giác được chết tuyệt vọng. Ta càng ngày càng hưởng thụ hành hạ các người loại này người hoa. Bây giờ đến phiên ngươi. Kawasaki Uno hóa là một đạo tàn ảnh, giống như báo săn mồi vậy đột nhiên hướng Diệp Thần nhào tới. Mà giờ khắc này, Diệp Thần một hơi một tí, hắn trên mình dâng lên một hồi màu máu. Trong mắt đều là tia máu. Một cổ không cách nào hình dung tức giận, ở hắn đáy lòng đánh thẳng vào. Hắn muốn giết người. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy giết người qua. Tập đoàn thiên chính 10 cổ thi thể còn yên lặng nằm. Bọn họ vô tội. Bọn họ có gia đình và đứa trẻ. Chỉ bất quá vì hoàn thành mình sứ mạng, ai có quyền tước đoạt bọn họ sinh mạng. Hắn khí thế không ngừng tăng vọt, đan điền chân khí hướng toàn thân phun trào. Hắn đỉnh đầu tựa như hình thành một đạo huyết long hư ảnh. Long ngâm vang khắp cả nhà. Chết! Diệp thần dưới chân liên tục chấp động, lôi ra một mảnh tàn ảnh, đảo mắt bây giờ cũng đã nhào tới Kawasaki Uno trước mặt, một quyền hung hăng đập ra. Kawasaki Uno gặp Diệp thần lại có thể cứng đối cứng, khóe miệng một tia cười lạnh, ta ở ta quốc gia, không người nào dám và ta đụng quả đấm. Bành! Hai quyền va chạm. Đột nhiên Kawasaki Uno cảm giác được một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng thẳng dọc theo cánh tay thẳng xông lên toàn thân. Theo cánh tay, vậy một cổ tàn phá bừa bãi lực lượng thẳng hướng trong cơ thể bùng nổ, tựa như một quả lựu đạn muốn đem mình thân thể xé vậy. Làm sao có thể, đây là lực lượng gì? Hoa hạ tông sư cũng không khả năng có loại này lực lượng. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, hắn tay phải trực tiếp nổ bể ra. Đúng, chính là nổ tung. Đúng cái cánh tay cũng bị mất. À! Hắn hoảng sợ kêu lên, toàn bộ thân thể về phía sau đổ bay. Còn xa xút, một cái bóng đen xuất hiện. Hắn thấy được một đôi giống như dã thú ánh mắt. Lạnh như băng thực cốt. Thật tốt hưởng thụ so chết thống khổ hơn tuyệt vọng đi. Diệp thần một trưởng vỗ ở Kawasaki Uno trên ngực, hắn thân thể trực tiếp nện ở trên đất. Kawasaki Uno huyết khí dâng trào, mới vừa muốn đứng lên. Một chiếc giày da trực tiếp dẫm ở hắn còn lại một cánh tay. Rắc rắc, chói tai trong tiếng xương nứt vang lên. Hắn tay duy nhất vậy gãy. À, khốn khiếp, ta là võ hoàng xã người, người động ta thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Kawasaki Uno kịch liệt phản kháng, nhưng là không biết tại sao, hắn ở nơi này hoa hạ chàng trai trước mặt căn bản không phản kháng được. Cái này chỉ bất quá mới bắt đầu mà thôi. Nhanh như vậy liền không nhịn được. Diệp thần trong tay xuất hiện mấy cây ngân châm, trực tiếp bắn vào Kawasaki Uno huyệt vị trên. Ở hoa hạ, ngân châm không chỉ có thể cứu người, còn có thể hành hạ người, hắn có thể đem loài người cảm giác đau phóng đại 20 lần không dứt, tiếp theo, thật tốt hưởng thụ. Diệp thần một cái chân đã hung hăng đạp. Kawasaki Uno chân trái hóa là một bãi máu thịt, trực tiếp vỡ ra. À! Kawasaki Uno giờ phút này sống không bằng chết, mặt hắn bàng dữ tợn,
mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Cổ nổi gân xanh, con ngươi trắng bệch. Muốn chết, nhưng là căn bản chết không hết, chỉ có thể chịu đựng hành hạ. Hắn gầm thét. Hắn cầu xin tha thứ. Nhưng là trước mắt cái này tử thần không đồng ý. Van cầu ngươi giết ta. Van cầu ngươi, Kawasaki Uno vô lực nói. Hắn không có tôn nghiêm cầu xin. Diệp thần trên cao nhìn xuống nhìn Kawasaki Uno, hai tay chắp sau lưng, thanh âm lạnh lùng vang lên, giết ngươi. Ban đầu người ta hướng ngươi như thế cầu xin tha thứ, ngươi đáp ứng sao? Nghe được câu này, Kawasaki Uno đột nhiên nghĩ đến ở tập đoàn thiên chính hình ảnh, hắn sắp điên rồi. Ban đầu hắn chẳng qua là nghiền ép đám người kia, phế mấy người tay chân mà thôi. Nhưng là ngươi mẹ hắn là chân tránh hành hạ à? Coi như võ hoàng xã mạnh nhất súng sĩ vậy không chịu nổi à? Ma quỷ! Hoa hạ tại sao có thể có như vậy ma quỷ? Hắn lại cũng không đoái hoài tới hết thảy, gầm hét lên, thằng nhóc TQ, ta thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Ta vừa chết, Kitano đại nhân, đại nhật đế quốc võ hoàng nhất định sẽ tìm được ngươi, đem ngươi hoàn toàn chém chết. Ngươi còn muốn thành quỷ? Diệp thần cười lạnh một tiếng, cũng quá xem nhẹ cao xem chính ngươi, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi thần hồn câu diệt. Lời nói rơi xuống, Diệp thần ngón tay bóp quyết. Chỉ điểm một chút ở Kawasaki Uno ấn đường trên. Kawasaki Uno con người không ngừng phóng đại, hắn có thể cảm giác được mình linh hồn thật giống như bị một cổ lực lượng chấn vỡ, một cổ đến từ bóng tối chỗ sâu sợ hãi bao quanh hắn. Vô cùng thống khổ, đau khổ. Hắn ngã trên đất, không biết sống chết. Diệp thần làm xong hết thảy các thứ này, liền đi dạo sân vắng hướng Lữ Trạch Văn đi tới. Lữ Trạch Văn hoàn toàn chứng kiến toàn bộ quá trình. Hắn chẳng qua là người bình thường, kia gặp qua loại này kinh người giết người phương thức. Hắn nhìn vòng quanh một vòng, toàn bộ khách sạn căn hộ, trừ mình, không có một cái người sống. Người đàn ông này rốt cuộc là dạng gì tồn tại à? Tiến vào tập đoàn thiên chính, hắn mơ hồ biết người đàn ông này là tập đoàn phía sau màn người trưởng đà, mạng giao thiệp, tài nguyên cực kỳ phong phú. Ngay cả mình cấp trên Thẩm Hải Hoa cũng vô cùng tôn kính. Hắn vốn lấy là người đàn ông này chẳng qua là Ninh Ba gia tộc một vị thiếu gia. Nhưng là ai có thể nghĩ tới tên này chính là triệt triệt để ma quỷ. Hắn thân thể run rẩy, toàn thân ướt đẫm, hắn cũng khóc. Ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn. Kawasaki Uno thân thể lại có thể nổ bể ra. Không chỉ như vậy, một đạo bóng người màu đen lại từ hắn trong thân thể chui ra, hình thành một bản lãnh như băng mặt. Già nua, nhưng lộ ra một cổ tán loạn khí thế. Diệp thần cũng là phát hiện cái gì, xoay người gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt đó. Nước Nhật lại có thể sẽ loại này hoa hạ bí thuật. Hắn có chút bất ngờ. Gương mặt đó nhìn một cái Diệp thần, đột nhiên lên tiếng, người tại sao người muốn giết ta? Còn hủy diệt hồn phách, có phải hay không quá mức? Thanh âm bình tĩnh nhưng lộ ra một chút tức giận. Diệp thần con người lóe lên u lãnh, nói qua. Ha ha, ngươi là thứ gì? Võ hoàng xã, Kitano, bóng dáng dữ tợn nói. Diệp thần bừng tỉnh, nhàn nhạt nói, ta chỉ nói một câu, người ngươi như còn dám bước vào hoa hạ nửa bước, ta gặp một cái giết một cái. Bóng dáng vốn định nói nữa, Diệp thần ngón tay bóp quyết, chỉ ở giữa lại xuất hiện một đạo kim sắc phù văn. Trực tiếp vỗ vào bóng dáng trên. Bóng dáng giống như gặp được cái gì kinh khủng sự vật, muốn chạy trốn. Nhưng căn bản không kịp. Nó trên không trung đốt đốt, lại là truyền đến tiếng hí. Rất là thê thảm. Cùng lúc đó, nước Nhật một tòa cổ xưa kiến trúc, đền Yasukun Thiên Hoàng Điện. Đây cơ hồ là nước Nhật thần thánh nhất địa phương. Vô số nước Nhật con dân hàng năm ban đầu, thì biết ở Thiên Hoàng Điện bên ngoài thành kính quỷ bái, tìm kiếm võ hoàng che chở. Đảo quốc tướng quân, quan viên, thậm chí còn thủ tướng cũng không ngoại lệ. Nơi này ra đời vô số tín ngưỡng lực. Thiên Hoàng Điện bên trong, một cái hai chân ngồi xếp bằng người đàn ông ngồi ở trung ương tròn trên đài, mà chung quanh hắn lại có mấy trăm vị ăn mặc võ đạo dùng cường giả nín thở ngưng thần. Một cổ màu đen lực lượng từ bên trong cơ thể của bọn họ tràn ra, hướng trên đài tròn người đàn ông đi. Những lực lượng này để cho đài tròn người đàn ông hơi thở không ngừng leo lên. Đột nhiên, người đàn ông mở mắt ra. Chán hắn lại xuất hiện một đạo kim sắc phù văn.
cắn trả cực mạnh lực để cho hắn trực tiếp khạc ra một ngụm máu tươi. Tu vi hạ xuống, cực kỳ yếu ớt. Chung quanh cường giả kinh hãi. Sư phụ, ngươi thế nào? Kitano chống thân thể, ngẩng đầu lên, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương. Gầm hét lên. Hoa Hạ, tại sao lại là Hoa Hạ? Hình ảnh quay về, khách sạn căn hộ. Diệp Thần đã tới Lữ Trạch Văn trước mặt, không nói câu nào. Lữ Trạch Văn luống cuống, bây giờ gian phòng người chết hết. Chỉ còn lại hắn một người. Nếu như Diệp Thần muốn giết hắn, hắn căn bản không có biện pháp chống cự. Hắn lại cũng không chịu nổi cái này uy áp, ôm lấy Diệp Thần chân, cầu xin tha thứ, Diệp tiên sinh. Ta sai rồi, ta thật biết lỗi rồi. Đám này người Nhật một mực ở đầu độc ta, ta bị dục vọng che đôi mắt. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta sau này ở tập đoàn Thiên Chính nhất định làm rất tốt, thậm chí có thể không lấy tiền. Diệp Thần cười. Ngươi nhận là ngươi còn có tư cách bước vào tập đoàn Thiên Chính. Lữ Trạch Văn ngẩn ra, lắc đầu liên tục, không không không. Ta chỉ là muốn là mình tha tội. Diệp Thần bên phải chân vừa bước, trực tiếp đem Lữ Trạch Văn dung đi ra ngoài. Thân thể lại là đụng gãy bàn uống trà nhỏ hai cái chân. Một mảnh đánh sập. Tha tội. Ngươi tại sao phải tha tội? Ta không nên trộm tập đoàn Thiên Chính cơ mật. Lữ Trạch Văn nơm nớp lo sợ nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, nói, những cái kia tập đoàn Thiên Chính cơ mật đối với ta lại nói, căn bản không đáng tiền. Chân chính đáng tiền là vậy 10 mạng người. Cái này 10 mạng người, người kia cái gì chuộc, mạng người càng không đáng tiền. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng hết sức. Hắn với trong giết hại ra đời, vốn không nên sinh ra loại ba động này, nhưng là thấy có người vì cho hắn lưu lại duy nhất chứng cớ mà chết thảm, hắn tức giận trong lòng cơ hồ thẳng xông lên đỉnh đầu. Diệp Thần không dự định giết Lữ Trạch Văn, như vậy quá tiện nghi hắn. Hắn muốn Lữ Trạch Văn trơ mắt nhìn tập đoàn Thiên Chính quật khởi. Hắn muốn Lữ Trạch Văn trực diện những người chết kia thân nhân oán hận ánh mắt. Để cho tên này vĩnh cửu sống đang hối hận và kiềm chế trong. Nếu như Lữ Trạch Văn không phản bội, hắn Diệp Thần dám cam đoan, 5 năm bên trong, Hoa Hạ cao cấp trong vòng tất nhiên có Lữ Trạch Văn cái này ba chữ. Đáng tiếc hắn một bước sai, từng bước sai. Sau đó, Diệp Thần bấm Nam Giang Vương điện thoại, Ninh Ba Cảng khách sạn Nhật, phòng Tổng thống 1801, xử lý một chút. Điện chủ. Diệp Thần đem văn kiện mang về tập đoàn Thiên Chính. Phát hiện tất cả mọi người đều vẫn còn ở phòng họp thảo luận khẩn cấp phương án. Hắn đem văn kiện nhét vào trên bàn, sự việc xử lý xong hết rồi, mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, nhìn trên bàn văn kiện, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cái này mới qua nhiều ít thời gian, Diệp tiên sinh lại có thể liền đem văn kiện mang về. Thậm chí liền bót cảnh sát cũng không làm kinh động à. Hắn lực một người là làm sao làm được. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên, tầm mắt tại tất cả trước mặt người quét qua. Kinh khủng lệ khí bọc toàn trường. Ta không cho phép người bất kỳ làm vi phạm tập đoàn Thiên Chính lợi ích sự việc, nếu như có, thừa dịp còn sớm cút đi. Nếu không, một khi bị ta phát hiện, hậu quả sẽ rất tàn khốc. Diệp tiên sinh. Thang thần nhất phẩm. Tôn Di từ lúc trên xe cũng cảm giác được Diệp Thần có cái gì không đúng. Hắn khí tức trên người để cho người rất không thoải mái. Tiểu thần tử, nếu về nhà, liền đem tập đoàn Thiên Chính sự việc để một bên đi, vốn định cho ngươi làm tôm hùm nước ngọt, nhưng là ngày hôm nay quá muộn. Sáng sớm ngày mai, bản tiểu tiên nữ cho ngươi chuẩn bị siêu ăn ngon cơm xào trứng, như thế nào? Tôn Di gặp Diệp Thần không có phản ứng. Lại cười hì hì nói, có cảm giác hay không trong phòng nhiều một vị cô gái ốc bưu. Diệp Thần nhìn về phía Tôn Di, trên người lệ khí ngược lại là biến mất hơn nửa. Ngươi không phải cô gái ốc bưu à, ngươi nhất định chính là trên mặt trăng Hằng Nga, bất quá, Hằng Nga khẳng định không ngươi vóc người đẹp. Tôn Di khá là hài lòng gật đầu một cái, tiểu thần tử miệng rất ngọt, bổn cung rất vui vẻ yên tâm. Tốt lắm, bổn cung muốn tắm liền ngủ, còn không quỳ an. Diệp Thần không để ý đến Tôn Di, trực tiếp đi phòng tắm tắm. Thần thanh khí sảng mấy phần. Ra phòng tắm, hắn nghe được một cái khác phòng vệ sinh truyền tới máy sấy tóc thanh âm,
liền nói một câu ngủ ngon liền trở về phòng. Diệp Thần nhắm mắt lại còn không có 5 phút, kẽo kẹt. Một tiếng, cửa mở ra. Một đạo màu hồng bóng người lặng lẽ chui vào, nhìn một cái Diệp Thần, trực tiếp vén chăn lên, hoàn toàn đắp lên. Diệp Thần tự nhiên biết đi vào là Tôn Di. Bình thường cái này nha đầu đều là mang chăn tiến vào, nhưng là ngày hôm nay lại không có. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, mới vừa muốn nói chuyện, Tôn Di liền thò đầu ra tới, nhẹ giọng nói, Diệp Thần, ta và ngươi nói một cái bí mật, điều bí mật này ta không có nói cho người khác qua. Nhưng là ngươi vậy phải nói cho ta một cái bí mật có được hay không? Nếu không không công bình. Diệp Thần gật đầu một cái, được. Tôn Di ngồi dậy, lộ ra nửa người trên. Nàng nửa người trên bao quanh một kiện thuần bạch áo thun, đem trước ngực đầy ấp làm nổi lên tinh tế, bụng bằng phẳng hết sức. Rất là cám dỗ. Tôn Di đột nhiên tựa vào Diệp Thần trên bả vai, gương mặt toàn bộ đỏ, rất là đáng yêu, nàng sâu hô ít mấy hơi, mới nói, thật ra thì. Ta thích ngươi. Ta biết. Vậy ngươi biết ta 5 năm trước sẽ thích ngươi sao? Tôn Di nói. Diệp Thần hơi ngẩn ra, lắc đầu một cái. Ngươi còn nhớ được 5 năm trước sự kiện kia sao, ngươi là ta đứng ra một khắc kia, ta liền không nhịn được thích ngươi, ta vốn là lấy là chẳng qua là vẻ hảo cảm, nhưng là làm ngươi sau khi biến mất, ta cả thế giới tựa như nổi điên tìm ngươi, ta mới biết thật thích ngươi. Sau đó, ta biết nhà ngươi sự tình phát sinh, ta rất tức giận, nhưng là ta năng lực quá nhỏ, cái gì vậy không thay đổi được. Ta vốn lấy là sẽ không còn gặp lại được ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi lại xuất hiện. Ta đã từng đối với Bồ Tát rất nhiều qua nguyện, nếu như có một ngày, ngươi đột nhiên xuất hiện, ta sẽ không chút do dự lựa chọn ngươi, ta muốn trở thành là phụ nữ của ngươi. Diệp Thần trong lòng có chút lộ vẻ xúc động, muốn nói, Tôn Di đưa tay ra ngăn chặn Diệp Thần miệng. Nghe ta nói xong, mấy ngày này là ta vui vẻ nhất cuộc sống, ta thích ngươi ở cái loại đó cảm giác an toàn, ta thích gọi ngươi tiểu thần tử, ta cũng thích cả ngày cho ngươi làm các loại ăn ngon. Nhưng là ngươi càng cường đại, ta lại càng phát cảm giác được mình nhỏ bé, ta sợ ngươi rời đi ta, sợ hơn ngươi coi thường ta. Bên cạnh ngươi nữ nhân ưu tú càng ngày càng nhiều, ta sợ có một ngày, ta bị các nàng so đi xuống. Cho nên ta muốn trở thành là thứ nhất cái phụ nữ của ngươi, như vậy ngươi cả đời cũng biết nhớ được ta. Diệp Thần lấy ra Tôn Di tay, sờ một cái nàng vẫy nhu thuận mái tóc, lại là đem nàng ôm trong ngực, vô cùng nghiêm túc nói. Vô luận bên người ta có nhiều ít phụ nữ, ta trong lòng đều có ngươi một vị trí, người bất kỳ đều không cách nào thay thế vị trí. Tôn Di hốc mắt ửng đỏ, nàng ngay tại cùng đáp án này. Nàng tránh thoát Diệp Thần, cởi bỏ trên người áo thun, đối với đầy đặn đánh ra, đánh thẳng vào Diệp Thần tầm mắt. Một giây kế tiếp, Tôn Di môi đỏ mọng thẳng tiếp hôn lên. Tận tình thi ngược, Diệp Thần ôn nhu lượn quanh ở nàng đầu lưỡi. Tôn Di khẽ run chịu đựng hắn tình yêu. Tôn Di bị hôn thân thể có chút như nhũn ra, khẽ rên trước. Hai người thuận thế nằm xuống, Diệp Thần bàn tay leo lên đầy đặn cao vút, dùng sức xoa nặn. Mà Tôn Di cũng là chủ động rút đi Diệp Thần quần áo, hai tay ở Diệp Thần bắp đùi bộ vuốt ve. Điều động tâm huyền, tình đến chỗ sâu, không cách nào tự kiềm chế. Chăn vén lên. Tôn Di vậy cơ hồ hoàn mỹ và vóc người ngạo nhân bại lộ không bỏ sót. Diệp Thần dục vọng nguyên thủy nhất bị hoàn toàn vuốt. Tôn Di ánh mắt mê ly, nhìn một cái Diệp Thần, xấu hổ nói, ta muốn. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, thân thể một gắng gượng, ấm áp bọc. Một đóa đỏ tươi hoa mai rơi vào trên giường. Rất nhanh cả nhà liền vang lên tiếng rên rỉ và thể xác va chạm thanh âm. Đầy nhà xuân sắc. 10 giờ sáng ngày thứ hai, Diệp Thần cho tới bây giờ không có ngủ qua nặng như vậy, cả đêm dễ chịu cơ hồ kéo dài đến rạng sáng 3 điểm. Hắn mở mắt ra, phát hiện Tôn Di ngón tay đang Diệp Thần ngực đánh. Tôn Di gặp Diệp Thần tỉnh lại, lộ ra một đạo nụ cười thỏa mãn. Tiểu thần tử, ta đã trễ giờ làm rồi, người phải phụ trách, Thẩm Hải Hoa cũng gọi mấy cú điện thoại tới đây, ta cũng cúp, phỏng đoán hắn muốn tức chết. Diệp Thần cười một tiếng, người bây giờ là ta Diệp Thần người phụ nữ, hắn không dám tức giận. Tôn Di ở Diệp Thần gò má nhẹ một cái, nghĩ tới điều gì, hỏi, ngày hôm qua ta nói với ngươi một cái bí mật, ngươi vậy đáp ứng nói cho ta một cái bí mật, đừng chơi xấu. Ngươi muốn biết cái gì?
Diệp Thần ôn nhu nói. Tôn Di trầm tư mấy giây, lắc đầu một cái, trên mình ngươi bí mật quá nhiều, ta không biết hỏi cái nào, ngươi tự lựa chọn. Diệp Thần con ngươi híp lại, mở miệng nói, vậy ta nói cho ngươi 5 năm này ta đi nơi nào, có được hay không? Tôn Di hứng thú, chợt ngồi dậy, nhưng phát hiện mình không có một bộ quần áo, có chút xấu hổ, lại rụt trở về. Được. Diệp Thần trên người khí thế hơi thay đổi, nhìn về phía ngoài cửa sổ chim, nói, 5 năm trước, ta rơi xuống hồ Đông Tiền, bị một vị cụ già cứu đi, cụ già mang ta đi một cái kêu là Côn Lôn Hư địa phương. Côn Lôn Hư, ở dãy núi Côn Lôn sao? Tôn Di ngoẹo đầu hiếu kỳ nói. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn cửa vào ngay tại dãy núi Côn Lôn chỗ sâu, nơi đó cường giả san sát, thuật pháp hoành thông, hoa hạ luật pháp ở nơi đó không có một tia tác dụng. Nơi đó chỉ có một cái quy tắc mạnh hiếp yếu. Tôn Di nháy đôi mắt to xinh đẹp, vốn lấy là Diệp Thần nói đùa, nhưng là thấy đối phương nghiêm túc dáng vẻ, lại không giống. Vậy ngươi sau này có thể mang ta đi xem sao? Diệp Thần thân thể ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Tôn Di, sau đó dùng sức gật đầu một cái. Nếu như là trước kia, Diệp Thần căn bản không dám mang Tôn Di đi dãy núi Côn Lôn nơi đó, nhưng là bây giờ, hắn nắm trong tay luân hồi mộ địa. Đứng phía sau 100 vị thượng cổ đại năng. Hắn có gì sợ hãi? Đom đóm ánh sáng há có thể cùng vầng trăng tranh sáng. Hắn Diệp Thần cuối cùng sẽ là trên bầu trời vậy bánh xe trăng sáng, miệt thị chúng sanh. Mà ở trong đó cường giả chỉ có thể coi như là đom đóm ánh sáng, lâm vào là nền. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang một nơi kiến trúc. Bên ngoài viết già dặn có lực 7 chữ to tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội. Đề chữ cuối cùng hoa hạ một vị chiến công hiển hách tướng quân. Nội tình 10 phần. Mà bên trong kiến trúc một nơi phòng khách, mười mấy vị ông già ngồi quây quần một chỗ, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Không lâu lắm, ngồi ở phía trên nhất một vị ông già lên tiếng, Viên Cảnh Phúc chết, hẳn do người nào chịu trách nhiệm. Còn có, chúng ta tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội âm thầm phái ra Giang Lạc Trấn, hắn chết, cũng hẳn do người nào chịu trách nhiệm. Ai có thể nói cho ta? Nói chuyện chính là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hội trưởng Đường Ngạo. Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 189 tên. Vượt qua xa Viên Cảnh Phúc mấy trăm tên. Thực lực thông thiên. Lại là tỉnh Chiết Giang cao cấp võ đạo một trong những gia tộc Đường gia gia chủ. Đường Ngạo câu hỏi để cho không khí cơ hồ động lại, phía dưới mấy vị tỉnh Chiết Giang đỉnh đỉnh nổi danh Tông Sư không dám thở mạnh. Các người điếc sao? Chẳng lẽ cũng chưa có người là chuyện này phụ trách, chẳng lẽ là ta Đường Ngạo sai? Ngay tại lúc này, phía dưới một vị ông già đứng dậy, Đường hội trưởng, cá nhân ta cảm thấy, chân chính phải phụ trách không phải chúng ta, mà là cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử. Ninh Ba Đài võ đạo sự việc, ta đại khái điều tra qua, mặc dù có rất nhiều điểm khả nghi, nhưng là tuyệt đối và Diệp Thần thằng nhóc kia thoát không khỏi liên quan. Đường Ngạo con người đông lại một cái. Lạnh lùng nói, cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử ta điều tra, chẳng qua là Diệp gia phế vật, không biết từ nơi nào học ba chân mèo công phu, bước vào tông sư cảnh. Hắn chém chết Ninh Ba vậy hai vị tông sư ta không kỳ quái, nhưng là hắn làm sao có thể chém chết Viên Cảnh Phúc. Viên Cảnh Phúc thực lực mặc dù không có thể nói mạnh, nhưng cũng không phải là loại rác dưới này có thể tùy tùy tiện tiện chém giết. Lại một vị ông già đứng dậy, mở miệng nói, Đường hội trưởng. Chuyện này quả thật có rất nhiều điểm khả nghi, ta nghe mắt thấy người nói, Viên Cảnh Phúc là tự bạo, thật giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, đài võ đạo vậy vì vậy nổ tung. Tự bạo, Đường Ngạo ống tay áo vung lên, một trường vỗ ở thực trên bàn gỗ, Viên Cảnh Phúc thành tựu chúng ta tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, tiền đồ vô lượng, đối mặt một cái rác dưới, có lý do gì tự bạo. Còn có Giang Lạc Trấn, hắn vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, thì tại sao sẽ chết? Rất hiển nhiên, lúc ấy trên đài võ đạo, có người phá xấu xa quy tắc, tùy tiện ra tay. Người kia sắc mặt biến đổi, thanh âm run rẩy nói, Đường hội trưởng, tối ngày hôm qua, chúng ta mang về thật là nhiều người, không biết tại sao, hỏi tới chi tiết tới, đều là hỏi một chút đều không biết, bọn họ cũng không lý tới do đối với chúng ta nói láo hả. Ninh Ba đài võ đạo nếu như xuất hiện cao thủ, căn bản không có thể lừa gạt nhiều người như vậy, đây là nhất nghi hoặc chỗ. Đường Ngạo hai tay thả ở sau lưng, nhìn lướt qua đang ngồi tất cả mọi người,
ở trong đó ba vị trên mình dừng lại. Mã Vĩ Kỳ, Tô Nguyên Tu, Thôi Trấn, các người ba người ở tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội trong thực lực chỗ thượng lưu, trong đó có hai vị vẫn là phó hội trưởng, Viên Cảnh Phúc chết, các người chịu chủ yếu trách nhiệm. Ta bây giờ lệnh các người đi Ninh Ba điều tra Viên Cảnh Phúc nguyên nhân cái chết. Không thể bỏ qua dấu vết nào, nếu như không có hết thảy đầu mối, liền đem cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử mang tới ta tới trước mặt. Ở trong chuyện này, người này tuyệt đối không trốn thoát liên quan. Coi như không có kết quả, ta Đường Ngạo xóa bỏ cái phế vật này thì như thế nào? Chúng ta tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội tuyệt không thể bỗng dưng vô cớ chết một vị phó hội trưởng. Đường hội trưởng. Thang thần nhất phẩm. Diệp Thần và Tôn Di ở trên giường lại triền miên một phen, bởi vì ngày hôm qua quá mức kịch liệt, lại là Tôn Di lần đầu tiên, đi bộ tự nhiên có chút kỳ quái, Tôn Di dứt khoát xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Diệp Thần cũng không muốn Tôn Di nhiều đi đi lại lại, liền chuẩn bị đi thang thần nhất phẩm phía dưới siêu thị mua chút buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Hắn mới vừa đi xuống lầu, liền phát hiện điện thoại di động reo liền đứng lên, là Ứng Kình đánh tới. Ứng Kình, chuyện ngày hôm qua, cảm ơn. Bên đầu điện thoại kia Ứng Kình vội vàng nói, Diệp tiên sinh, đây là phải. Đúng rồi, người gọi điện thoại cho ta làm gì? Diệp tiên sinh. Chúng ta đội đột kích Long Hồn muốn mời. Còn chưa nói hết, Diệp Thần liền cảm thấy không phải chuyện gì tốt, trực tiếp cự tuyệt nói, không đi, ta bận bịu mua thức ăn. Bên đầu điện thoại kia Ứng Kình thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đập điện thoại di động xung động đều có. Một mình ngươi tuyệt thế cường giả, có thể hay không đừng như thế trò đùa à. Lại còn mẹ hắn đi mua thức ăn. Đây là muốn đi ở nhà người trai hiền phương hướng áp sát. Vừa nghĩ tới Diệp Thần xách một túi thức ăn ung dung hình ảnh, sẽ cùng ngày đó đài võ đạo cường thế đánh giết tạo thành tươi sáng so sánh. Ứng Kình khóe miệng co quắp. Diệp tiên sinh, là thủ trưởng mời, hắn có chuyện quan trọng gặp ngươi. Ứng Kình chế trụ nội tâm tâm trạng, thử dò xét nói. Không rảnh, chỉ như vậy, chờ một hồi không thức ăn. Diệp Thần dứt khoát cúp điện thoại. Ngồi ở bên trong xe Ứng Kình nhìn về phía trước mặt lãnh đạo Lôi Thụ Vĩ cười khổ một tiếng, thủ trưởng, cái này Diệp tiên sinh. Lôi Thụ Vĩ mặc dù vậy có chút im lặng, nhưng vẫn là kéo cửa xe ra, nói cường giả có cường giả nóng này, có thể hiểu, ta vẫn là tự mình đi tìm hắn đi. Không lâu lắm, Diệp Thần liền phát hiện bên người xuất hiện một cái trung niên nam tử, hắn nhìn lướt qua, bước chân dừng lại. Các người nếu ở bên ngoài... Tại sao còn gọi điện thoại cho ta? Lôi Thụ Vĩ lúng túng cười một tiếng, đây không phải là sợ quấy rầy Diệp tiên sinh sao? Vừa nói ra những lời này, Lôi Thụ Vĩ mình đều có chút không biết làm sao. Hắn thân phận, cho tới bây giờ đều là người khác đối với hắn thấp giọng hạ khí, xem hắn sắc mặt làm việc. Nhưng là bây giờ, hắn lại muốn nhìn đối phương thái độ nói chuyện. Bất quá vừa nghĩ tới ngày đó đài võ đạo Diệp Thần. Hắn sau lưng có chút cấp cấp sinh lạnh. Thậm chí tất cả lời nói ở một khắc kia cũng không có so tái nhợt, chỉ có thể dùng trời ạ. Tới khơi thông. Sốt cuộc chuyện gì, nói đi, nếu như có thể giúp, ta giúp. Diệp Thần nói. Lôi Thụ Vĩ con người vui mừng, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ta có thể hay không mang ngươi đi một chỗ, sẽ không trễ nãi Diệp tiên sinh quá thời gian dài, nếu như ngài phải mua thức ăn. Ta có thể để cho người đem quân đội nhất mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đưa đến lầu thượng. Diệp tiên sinh đừng vội cự tuyệt, ta cái này hoàn toàn là vì Diệp tiên sinh tốt, tỉnh Chiết Giang bên kia thế lực dục dịch, đi chỗ đó, đối với Diệp tiên sinh mà nói trăm lợi mà không một hại. Được rồi. Diệp Thần lên một chiếc cờ đỏ quân đội định chế xe nhỏ, đi thẳng tới một nhà cỡ nhỏ sân bay, một chiếc máy bay quân dụng dần di đậu. Còn muốn ngồi máy bay? Diệp Thần kinh ngạc nói. Diệp tiên sinh, rất nhanh, thật sẽ không trễ nãi quá thời gian dài. Lôi Thụ Vĩ mồ hôi lạnh chảy ròng. Diệp Thần lên quân cơ, trực tiếp dậy bay, đại khái nửa giờ sau chậm rãi hạ xuống. Xuống quân cơ, Lôi Thụ Vĩ lại mang Diệp Thần lái một chiếc xe quân đội lái vào trong rừng rậm, đi qua trùng trùng trạm kiểm soát chứng nhận, mới ngừng lại. Diệp tiên sinh, đến. Quân xe dừng lại. Diệp Thần đi tới một nơi đặc thù căn cứ. Trong căn cứ có hơn 10 vị đầu đinh sát nam tử ở đánh cận chiến, đây không phải là thông thường đánh cận chiến. Mà là võ đạo so tài.
mỗi trên người một người cũng toát ra sát khí, vẫy tay bây giờ mang một tia cực mạnh kinh khí. Thực lực mặc dù không như hắn, nhưng là những người này nếu như tạo thành một chi tác chiến tiểu đội, tất nhiên đánh đâu thắng đó. Đây là đội đột kích Long Hồn, Diệp Thần hỏi. Lôi Thụ Vĩ lắc đầu một cái này chi đội ngũ coi như là hoa hạ một chi lực lượng thần bí, danh hiệu Long Hồn. Còn như ứng kình đội đột kích Long Hồn chẳng qua là một cái trong đó chi nhánh. Long Hồn chỉ nghe từ hoa hạ thủ trưởng số 1 ra lệnh. Thề bảo vệ TQ đất tôn nghiêm, xử lý hết thảy hoa hạ nội bộ vấn đề đặc biệt. Diệp Thần con ngươi híp lại, cái này hẳn coi như là hoa hạ cơ mật đi, ngươi nói cho ta làm gì. Lôi Thụ Vĩ quả đấm cầm chặt, vô cùng nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, ta hy vọng ngươi gia nhập Long Hồn. Không thể nào, Diệp Thần quả quyết cự tuyệt, lại là chuẩn bị xoay người rời đi. Hắn tự do thói quen, người bất kỳ hoặc là thế lực cũng không có tư cách trói buộc hắn, dù là hoa hạ. Ngay tại lúc này, Lôi Thụ Vĩ lại nói, Diệp tiên sinh, ta không phải để cho ngươi gia nhập Long Hồn, ta là hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm Long Hồn Tổng Giáo Quan. Long Hồn Tổng Giáo Quan. Diệp Thần bước chân dừng lại, nhìn như tựa hồ có chút do dự. Lôi Thụ Vĩ thấy cái phản ứng này, cho là có hí, quả đấm hơi cầm chặt. Gật đầu như dã tỏi nói, đúng, chính là Long Hồn Tổng Giáo Quan, lấy Diệp tiên sinh thực lực, toàn bộ hoa hạ cũng không có người so ngươi thích hợp hơn. Không được, ta không thích bị trói buộc, xin lỗi. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Nói xong, liền hướng bên ngoài đi. Lôi Thụ Vĩ thật vất vả đem Diệp Thần mang tới nơi này, dĩ nhiên sẽ không để cho Diệp Thần rời đi, hắn vội vàng đi tới, nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh nếu như không thích bị trói buộc. Hoàn toàn không cần lo lắng, Long Hồn Tổng Giáo Quan chẳng qua là một cái xương vị mà thôi, đại biểu hoa hạ đối với ngươi khẳng định. Ta dám cam đoan, hoa hạ đương cục sẽ không đối với Diệp tiên sinh có bất kỳ trói buộc, ngược lại, chỉ cho Diệp tiên sinh trợ lực. Thậm chí Diệp tiên sinh người bên người, vậy sẽ có được hoa hạ quân đội bảo vệ. Nghe được câu nói sau cùng, Diệp Thần tới một chút hứng thú, xoay người nhìn về phía Lôi Thụ Vĩ, ngươi nói loại này bảo vệ là trình độ gì? Lôi Thụ Vĩ ngồi vào vị trí này, tự nhiên biết Diệp Thần cần gì, giải thích, cho ví dụ, Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết hai vị tiểu thư, có mọi phía cao cấp tay súng bắn tỉa bảo vệ, nếu như bị nào đó khó mà tránh khỏi nguy hiểm, quân đội sẽ trực tiếp bắn chết. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là một phần trong đó, Long Hồn còn biết an bài cao thủ trú đóng ở vùng lân cận, bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng biết bẩm báo Long Hồn hệ thống. Như vậy Long Hồn có thể thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Giờ khắc này, Diệp Thần tròng mắt híp lại. Hắn thừa nhận Lôi Thụ Vĩ mở ra điều kiện và mê người. Loại này bảo vệ trình độ cơ hồ có thể cùng một ít trọng yếu lãnh đạo bảo vệ tương đề tịnh luận. Mặc dù gặp phải thực lực kinh khủng võ đạo cường giả, vẫn sẽ xảy ra vấn đề, nhưng là có thể rất đại trình độ là hắn tranh thủ thời gian. Lôi Thụ Vĩ nhìn thấu Diệp Thần động tâm, tiếp tục nói, Diệp tiên sinh, nói khó nghe ngươi chớ để ý. Ngươi đoạn này thời gian thụ địch quá nhiều, tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội, tỉnh Chiết Giang Tần gia, thậm chí còn ngày hôm qua nước Nhật võ hoàng xã, hơn nữa một ít ẩn núp trong bóng tối nguy hiểm. Những thứ này đối với ngươi có thể không có gì uy hiếp, nhưng là đối với Hạ tiểu thư và Tôn tiểu thư mà nói nhưng không giống nhau. Một khi ngươi thành là Long Hồn Tổng Giáo Quan, ngươi có thể điều động Long Hồn bộ phận lực lượng. Càng có thể bảo vệ bên cạnh ngươi người, thế nào mà không là... Không khí tựa như động lại, tình cảnh rất là yên lặng. Lôi Thụ Vĩ lòng bàn tay đều là mồ hôi, nếu như Diệp Thần không đáp ứng nữa, hắn chân thực không nghĩ ra nên nói như thế nào phục. Thời gian chỉ như vậy trôi qua. Đột nhiên, Diệp Thần nhìn về phía Lôi Thụ Vĩ, mở miệng nói, Long Hồn Tổng Giáo Quan cần phải làm gì? Lôi Thụ Vĩ tầm mắt nhìn về phía những cái kia đang luận bàn chiến đấu cường giả, nói, hoàn toàn do Diệp tiên sinh quyết định. Dĩ nhiên, nồng cốt là để cho những tên kia đổi được mạnh hơn. Bọn họ mạnh, chính là hoa hạ mạnh. Đây đã là Lôi Thụ Vĩ là Diệp Thần tranh thủ lớn nhất quyền hạn. Ban đầu ở Kinh Thành nói thời điểm, mấy vị kia lãnh đạo nhất định phải cho Diệp Thần an bài tiêu chuẩn và khảo hạch. Hắn biết Diệp Thần tính cách, nếu như có những thứ này, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cho nên hắn không tiếc hết thảy đại biểu bỏ mọi yêu cầu, chỉ cần Diệp Thần thành là Long Hồn Tổng Giáo Quan. Cái đó video cho đến bây giờ, chỉ có 3 người xem qua.
hắn, Ứng Kình, cùng với kinh thành số một vị kia. Vị kia tay cầm hoa hạ quyền lợi cụ già thấy video, không chùn bước giúp đỡ hắn. Lúc này mới để cho hắn có thể chĩa vào áp lực và Diệp Thần đề ra điều kiện. Được, ta có thể thành là Long Hồn Tổng Giáo Quan, nhưng là ta muốn hai cái điều kiện. Diệp Thần nói. Nghe được câu này, Lôi Thụ Vĩ huyết dịch cơ hồ bành trướng, một cổ nhiệt huyết đang cháy, hắn vội vàng nói, đừng nói hai cái điều kiện, mười ta cũng đáp ứng. Thứ nhất, ta phải có đầy đủ quyền hạn và tự do, ta có thể một năm đều không thể tới một lần. Thứ hai, các người phải bảo vệ tốt người bên người ta, một khi không có làm được, ta lập tức rời đi Long Hồn. Dĩ nhiên, tình huống đặc biệt ngoại trừ. Lôi Thụ Vĩ có chút do dự, vạn nhất Diệp Thần một năm chỉ tới một lần, như vậy làm sao để cho đám người này mạnh mẽ? Hắn cũng không tốt giao phó à? Diệp Thần tựa hồ xem thấu Lôi Thụ Vĩ, tiếp tục nói, ta có thể hướng người bảo đảm, chỉ cần ta tới một lần, là có thể để cho đám người này ở trên chiến trường giết nhiều mười cường giả. Tê Lôi Thụ Vĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Diệp Thần cũng quá sẽ khoác lác liền đi. Mình mạnh, không đại biểu có thể đem người khác trở nên mạnh mẽ. Vậy Diệp tiên sinh, năm nay lúc nào có rảnh rỗi bắt đầu? Mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần đã hướng đám kia Long Hồn chiến sĩ đi tới. Chính là bây giờ. Diệp Thần mở ra lưới sắt cửa, và Lôi Thụ Vĩ cùng đi vào. Những cái kia trên mình tịch quyển chứ khí tức cường đại Long Hồn chiến sĩ thấy Lôi Thụ Vĩ rối rít ngừng lại, thân thể thẳng tắp, chào theo kiểu nhà binh, thủ trưởng tốt. Lôi Thụ Vĩ mang Diệp Thần đi tới đám người ở giữa. Tất cả mọi người hơi có vẻ ánh mắt tò mò nhìn Diệp Thần, ở bọn họ xem ra, Lôi Thụ Vĩ hẳn là mang đội viên mới tới. Bọn họ tầm mắt ở Diệp Thần trên mình không ngừng quét qua, không cảm giác được một tia xâm lược tính. Bây giờ Long Hồn ngưỡng cửa đổi được thấp như vậy liền sao? Loại người này cũng có thể chui vào tới. Có chút Long Hồn chiến sĩ thậm chí chú ý tới Lôi Thụ Vĩ và thanh niên lối đứng có chút cổ quái, bắt đầu hoài nghi cái này người thanh niên có thể là thủ trưởng thân thích. Đi cửa sau. Tất cả mọi người ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý. Ở Long Hồn, chỉ tôn trọng thực lực, mà bọn họ xem thường nhất, chính là không có thực lực còn muốn mượn quan hệ tiến vào. Mà người thanh niên kia không thể nghi ngờ là người sau. Lôi Thụ Vĩ cảm giác được đám người có chút bất mãn, vội vàng ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, mọi người im lặng một chút, ta cho mọi người giới thiệu một người, bên cạnh ta vị tiên sinh này họ Diệp, sau này hắn chính là Long Hồn Tổng Giáo Quan, các người sau này phải phục tùng vô điều kiện Tổng huấn luyện viên bất cứ mệnh lệnh gì. Có nghe hay không? Lời nói vừa ra, toàn bộ căn cứ lâm vào yên tĩnh như chết. Như chưa đêm bãi tha ma vậy. Vô số hai như đao ánh mắt bắn về phía Diệp Thần. Một cổ cực mạnh uy áp hướng Diệp Thần bao phủ đi. Diệp Thần hai tròng mắt bình thản, bước ra một bước, hai tay chắp sau lưng, Diệp Thần, chỉ giáo nhiều hơn. Vậy cổ uy áp khoảnh khắc ở giữa đánh tan. Một giây kế tiếp, cả thế giới tựa như nổ tung, một đạo tiếng xôn xao hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch. Tổng giáo quan. Liền cái này người thanh niên. Hắn cũng phối hợp. Tất cả mọi người trong mắt tràn đầy tức giận. Nếu như loại người này cũng có thể làm Long Hồn Tổng Giáo Quan, đây là đối với Long Hồn làm nhục. Đây là đối với chết đi Long Hồn chiến sĩ khinh nhờn. Thủ trưởng, ta không phục. Một cái to lớn người đàn ông đứng dậy. Thủ trưởng ta cũng không phục. Một xếp hơi thở cực kỳ kinh khủng Long Hồn chiến sĩ vậy đứng dậy. Bọn họ con người tràn đầy tia máu, không cho phép bất kỳ tạp chất gì làm nhục Long Hồn cái này hai chữ. Lôi Thụ Vĩ trên mặt có chút vẻ lúng túng, mới vừa muốn giải thích, Diệp Thần ra dấu một cái, để cho hắn không cần lên tiếng. Nếu không phục, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Sau đó, Diệp Thần ngón tay điểm vào vậy 20 cái đứng ra Long Hồn chiến sĩ trên mình. Một cái trong đó Long Hồn chiến sĩ có chút nổi nóng, cất cao giọng nói, biệt điểm. Ngươi rốt cuộc muốn điểm ai khiêu chiến? Long Hồn không sợ người bất kỳ. Diệp Thần lắc đầu một cái, còn ngươi quét nhìn toàn trường, nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn khiêu chiến ai. Ta là muốn khiêu chiến các người tất cả mọi người. Giờ khắc này, toàn bộ căn cứ người cũng kinh ngạc. Khiêu chiến tất cả mọi người. Chỉ bằng thằng nhóc này.
Bọn họ nhưng mà long hồn chiến sĩ. Bất kỳ một người nào lấy ra, đều đủ để càn quét một chi trang bị hoàn hảo đội đột kích siêu. Không chỉ như vậy, bọn họ võ đạo thực lực đều không yếu. Có rất nhiều thậm chí đã tiến vào Hoa Hạ Tông Sư Bảng. Mặc dù hạng tương đối gần chót, nhưng là có thể đi vào Hoa Hạ Tông Sư Bảng há sẽ yếu. Mà bây giờ cái này không biết sống chết tiểu tử lại khoe khoang khoác lác muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Đây là khiêu khích. Đây là dốt nát. Đây là cuồng ngông. Long hồn chiến sĩ huyết tính chỉ như vậy bị Diệp Thần chọn đứng lên. Một cái trong đó thân cao 2 mét hán tử trực tiếp đứng ra, thằng nhóc, mặc dù thủ trưởng đứng ở sau lưng ngươi, nhưng là có mấy lời ngươi không tư cách nói. Long hồn cái này hai chữ ý vị như thế nào, ngươi căn bản không biết. Ta bây giờ chỉ có một yêu cầu, hướng chúng ta long hồn nói xin lỗi. Sau đó cút ra khỏi cái căn cứ này. Hắn nói tiếng nói lạnh như băng cực kỳ, cường đại dùng mình cuốn sạch toàn trường. Hắn kêu Cố Đại Thạch. Là Long Hồn một trong những chiến sĩ mạnh nhất, hắn có tư cách đứng ra đại biểu Long Hồn. Sau lưng những cái kia Long Hồn chiến sĩ, cũng là con người bắn về phía Diệp Thần, nói. Cút ra khỏi căn cứ. Cút ra khỏi căn cứ. Nếu như không phải là xem ở thủ trưởng mặt mũi, bọn họ có thể đã đem cái này người thanh niên đánh gục. Đối phương liền đánh lại tư cách cũng không có. Cố Đại Thạch xoay người, đi tới Lôi Thụ Vĩ trước mặt. Chào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng nói, Long Hồn chiến sĩ Cố Đại Thạch thỉnh cầu thủ trưởng đem người này đuổi căn cứ. Báo cáo xong, Lôi Thụ Vĩ khá là không biết làm sao, đám người kia chân thực quá khó khăn tuần phục, mặc dù quân sự hóa quản lý, nhưng là đám người này cơ hồ là Hoa Hạ tinh anh, cái nào trong lòng không có chút kiêu ngạo. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần con ngươi đã lạnh nhạt quét qua tất cả mọi người, dẫn đầu mở miệng trước, Long Hồn. Các người rốt cuộc có bao nhiêu rác rưởi, liền khiêu chiến cũng không dám tiếp. Lời này vừa nói ra, toàn bộ căn cứ lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều nhận là Diệp Thần là tên điên. Lại dám ở Long Hồn trước mặt chiến sĩ cuồng. Cố Đại Thạch vậy trong mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hận không được trực tiếp đem đối phương giết chết. Long Hồn rác rưởi, thật là to gan. Long hồn chiến sĩ Phương Siêu tiếp nhận người khiêu chiến. Hắn không nhịn được. Lại ba lần cho thằng nhóc này dưới bậc thang, đối phương không chịu đi, đã như vậy, vậy thì chết đi. Phương Siêu tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, như một đầu báo săn mồi vậy hướng Diệp Thần nhào tới. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Những cái kia long hồn chiến sĩ thấy Phương Siêu cũng ra tay, khóe miệng lộ ra lau một cái nụ cười lạnh như băng. Phương Siêu ở Long Hồn nhưng mà nổi danh bạo nóng này, một khi động thủ, thì nhất định phải đem đối phương đánh tới không đứng nổi mới ngưng. Lấy Diệp Thần vậy cánh tay nhỏ chân nhỏ, phỏng đoán đời sau đều phải ở xe lăn vượt qua. Đây chính là làm nhục Long Hồn hậu quả. Phương Siêu trên mình kình khí lưu chuyển, cách Diệp Thần chỉ có 3 mét khoảng cách thời điểm, một tiếng khẽ quát, dưới chân đột nhiên phát lực, vặn eo xoay hông, lợi dụng đời trước lực kéo, hung hãn đưa ra một chân. Một cước này, tựa như càn quét chân trời. Lại là đem chung quanh bụi đất cũng cuốn động, khí thế cực mạnh. Nhưng là Diệp Thần giờ phút này chỉ như vậy đứng, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Ta nói, muốn khiêu chiến các người tất cả mọi người, bây giờ chỉ bằng ngươi, xa xa không đủ phong độ. Đã như vậy, ta liền cho các ngươi lên khóa thứ nhất. Kinh khí với mũi chân, thủ thế với đan điền. Lời nói rơi xuống. Diệp Thần giơ chân lên, lại đón Phương Siêu một chân đi. Ở mọi người nhìn lại, cái này Diệp Thần là tìm chết à? Phương Siêu mạnh nhất chính là chân kỹ à? Ai dám và hắn cứng đối cứng? Hai chân bỗng nhiên va chạm, phát ra nặng nề bùng nổ thanh. Bụi bặm đầy trời, cuồng gió gào thét, tình cảnh vô cùng bừa bãi. Mà giờ khắc này Phương Siêu chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ hoảng sợ lực lượng từ bắp chân kéo dài đến bắp đùi, lại từ bắp đùi kéo dài đến ngực. Hắn lại phát hiện mình ở cái này lực lượng trước mặt, lại sinh ra nhỏ bé ý. Bành! Hắn hung hăng rên lên một tiếng, một cổ cường đại đợt khí xông tới mặt. Hắn bay ra ngoài. Dòng dã bay mười mấy mét. Bành! Nặng nề nện trên mặt đất. Phương Siêu chống thân thể chật vật đứng lên. Nặng nề thở dốc, khom lưng, mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể khẽ run. Hắn rất mạnh.
Tất cả mọi người thấy một màn này đều ngơ ngẩn. Sắc mặt vô cùng tái nhợt. Chỉ có hoảng sợ và ngưng trọng trong mắt. Một chiêu, Phương Siêu liền đánh bại. Hơn nữa còn là nghiền ép như vậy. Ai có thể nghĩ tới. Mấu chốt Phương Siêu lại vẫn thừa nhận đối phương rất mạnh. Ngay tại lúc này Diệp Thần một bước ra, hướng tất cả mọi người ngoắc ngoắc ngón tay, ta nói long hồn rác dưới, không có sai đi, nếu như không phục, đứng ra. Ta tiếp nhận các người tất cả mọi người khiêu chiến. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn giết một giết đám người này kiêu ngạo. Nếu không bọn họ vĩnh viễn sẽ không đối với võ đạo một đường lòng trong lòng lòng kính sợ. Không có kính sợ, cũng chưa có tiến bộ. Một giây kế tiếp, những cái kia long hồn chiến sĩ động. Cố đại thạch vậy động. Mấy chục đạo thân ảnh hướng Diệp Thần cấp tốc cướp tới. Chỉ vì là trận chiến này đại biểu long hồn tôn nghiêm. Đối phương cũng khiêu khích tới cửa, lại không phản kích, long hồn chính là ma qua. Lôi Thụ Vĩ nhìn trước mắt hình ảnh, khóe miệng hơi co quắp, một người khiêu chiến toàn bộ long hồn, phỏng đoán cũng chỉ có Diệp Thần dám như thế nói. Hắn trong lòng thật ra thì có chút lo lắng. Không phải lo lắng Diệp Thần xảy ra chuyện, mà là lo lắng những thứ này long hồn chiến sĩ gây ra cả người là tổn thương, ảnh hưởng nhiệm vụ à. Trên trận, từng đạo hư ảnh lóe lên, nổ âm kinh khí, bốn phía đợt khí, để cho bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, đan điền chân khí ngưng tụ, trong mắt hơi híp nhìn xông tới mọi người, đột nhiên, hắn động. Bước chân linh động, nhịp bước quỷ dị, người bất kỳ cũng không sợ tới hắn, Diệp Thần trực tiếp tràn vào trong đám người. Bành, bành, bành. Diệp Thần ba quyền đập ra, trước mặt mấy người trực tiếp đập lui 5-6 bước. Nhưng là long hồn chiến sĩ quá nhiều, trong đó mấy người đổi quyền thành chảo, trực tiếp hướng Diệp Thần bả vai vỗ tới. Mắt xem liền vỗ chúng, Diệp Thần thân thể hơi một bên, sau đó chân khí phun trào. Trực tiếp ụp lên một người trong đó cổ tay trên. Chân khí cường đại như một đạo sóng lớn tạo thành, hắn mượn lực đẩy một cái đó long hồn chiến sĩ liền mất đi hạng nặng. Đối phương bản muốn phản kháng, nhưng là một sử lực, nhưng phát hiện mình lực lượng không còn gì vô tồn. Bành! Hắn thân thể bị Diệp Thần đẩy ra, trực tiếp nện ở mấy người khác trên mình. Cố đại thạch gặp đã có 8 vị long hồn chiến sĩ mất đi năng lực tác chiến, một tiếng gầm lên. Quanh thân kình khí đột nhiên tuôn ra, hai tay nắm quyền hướng phía trước đánh ra. Ung ung. Một quyền này truyền ra từng cơn không bạo, uy thế cực mạnh. Diệp Thần tự nhiên chú ý tới Cố Đại Thạch, hắn con người đông lại một cái, trong đám người này, Cố Đại Thạch thực lực mạnh nhất. Bắt giặc phải bắt vua trước. Diệp Thần thân thể động một cái, giống như mãnh hổ xuống núi, báo săn mồi vồ mồi. Ngay tại sắp chạm được Cố Đại Thạch nháy mắt. Diệp Thần đột nhiên ra quyền, một đạo màu đỏ sát khí bao quanh quả đấm, mơ hồ tạo thành một đạo hư ảnh. Thiên sát quyền. Đây là quyền sát tông La Vân Thiên Võ, hắn vẫn không có thử, ngày hôm nay vừa vặn lấy ra dùng một chút. Bành. Một quyền này đánh ra, tựa như trời long đất lỡ, khí huyết sát hướng bốn phương tám hướng lan đi. Bốn phía năng lượng thậm chí trực tiếp tổn thương đến liền khoảng cách hai người gần đây long hồn chiến sĩ. Trực tiếp đem bọn họ tung nhảy ra. Mà Cố Đại Thạch thảm hại hơn, chật vật không chịu nổi, thân hình bạo lui mười mấy bước, trên đất để lại một xếp xếp dấu chân thật sâu. Vốn định ổn định thân hình, nhưng vẫn bị một cổ huyết sát hung hãn đè ngã trên đất. Diệp Thần thân thể không ngừng ở đám người di động. Thời khắc này hắn giống như là một đầu máy chiến đấu, đến mức, những cái kia long hồn chiến sĩ từng cái lật. Không thể địch nổi. Một mảnh hỗn độn. Bởi vì làm căn cứ có một phiến khu vực mô phỏng sa mạc đánh cận chiến khu vực, trận chiến này, kinh khí quá nhiều, đưa đến căn cứ cát vàng đầy trời. Che ở tầm mắt mọi người. Có chút nằm dưới đất long hồn chiến sĩ chống giữ, muốn nhìn rõ bên trong tình trạng, nhưng căn bản không có thể. 5 giây sau này, trên trận khôi phục yên tĩnh. Cát vàng dần dần tản đi. Nhưng là khi thấy rõ bên trong hết thảy. Vậy từng cái kiêu ngạo 10 phần long hồn chiến sĩ giật mình. Tất cả mọi người trong mắt chừng lớn tới cực điểm, lại là tràn đầy kinh hãi. Bởi vì toàn bộ căn cứ, tất cả long hồn chiến sĩ tất cả đều ngã xuống. Chỉ có một chàng trai đứng. Chàng trai hai tay thả ở sau lưng, như một cây tùng xanh đứng thẳng, con người quét qua toàn trường,
một cổ vô biên uy nghiêm và bá đạo lan ra. Tựa như chiến thần. T. Tất cả long hồn chiến sĩ hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh, ai có thể nghĩ tới, tất cả long hồn chiến sĩ cộng lại, lại còn không địch lại một người thanh niên. Không phải bọn họ quá yếu, mà là người thanh niên kia quá mạnh mẽ. Mạnh đến liền lời nói đều không cách nào hình dung. Bây giờ các người phục sao? Diệp Thần lên tiếng, lời hắn cường thế không có chút nào che giấu. Những cái kia long hồn chiến sĩ thân thể run rẩy, đều như vậy, bọn họ còn có cái gì tư cách không phục? Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm đứng trung gian chàng trai, trong lòng kiêu ngạo hoàn toàn biến mất. Còn dư lại chỉ có hưng phấn. Có loại này tổng giáo quan, bọn họ chỉ biết đổi được mạnh hơn. Cố Đại Thạch đứng lên, một cái tiêu chuẩn quân lễ sau đó, lớn tiếng nói, Cố Đại Thạch, hướng tổng giáo quan đưa tin. Tất cả mọi người kịp phản ứng, cũng là đứng lên, rối rít hướng Diệp Thần đưa tin. Từ nay về sau, Long Hồn chỉ thừa nhận một vị tổng giáo quan, đó chính là Diệp Thần. Lôi Thụ Vĩ rất hài lòng trước mắt kết quả, hắn vốn lấy là Diệp Thần khó mà thuần phục đám này mãnh hổ, nhưng là bây giờ xem ra. Đám này mãnh hổ ở một đầu rồng khổng lồ trước mặt, liền nóng nảy cũng không dám có. Khả năng này chính là võ đạo cường giả khủng bố. Diệp Thần nhìn về phía những cái kia long hồn chiến sĩ, trong mắt thật ra thì có chút bất ngờ, đám người này mặc dù đều có tu võ căn cơ, có chút thực lực thậm chí rất mạnh, nhưng là bọn họ kỹ xảo chiến đấu càng nghiêng về với truyền thống đánh chết, không có một tia vũ kỹ bóng dáng. Một khi có võ chiến đấu, thực lực kia ít nhất phải lên cao một cái nấc thang. Nếu như đem những người này huấn luyện thành công, không chỉ Hoa Hạ thực lực sẽ cường thượng không thiếu, hắn cũng nhiều một đạo lá bài tẩy. Dưới mắt, Nam Giang Vương khống chế tỉnh Chiết Giang thế lực dưới đất, ẩn núp trong bóng tối, không ngừng ẩn núp. Tập đoàn Thiên Chính phát triển tất nhiên khủng bố, sau này có thể là hắn cung cấp cường đại tiền mặt lưu. Cái này hai lá bài tẩy bên ngoài, nếu như hơn nữa có quân đội bối cảnh, trung ương trực thuộc lực lượng thần bí Long Hồn. Vậy hắn thế lực cơ cấu coi như bước đầu hoàn thành. Cái này ba nhánh thế lực không chỉ mới có thể bảo vệ được người bên cạnh hắn, càng có thể đối kháng cái đó ở Vân Hồ Sơn Trang tự tay hủy diệt hắn sinh hoạt Long gia. Đoạn này thời gian, Diệp Thần một mực để cho Diệp Lăng Thiên điều tra cái này kinh thành Long gia. Nhưng là không biết tại sao, luôn có một cổ cường đại lực lượng ngăn cản điều tra. Thậm chí Diệp Thần vậy hỏi qua Lôi Thụ Vĩ, nhưng là Lôi Thụ Vĩ cho hắn câu trả lời cũng là không xác định. Bởi vì năm đó Long Gia xuất hiện ở Ninh Ba, thật ra thì không có ai biết hắn lai lịch, Diêu Kim Cốc là hắn phát ngôn viên. Tất cả mọi người đều từ Diêu Kim Cốc trong thái độ, nhìn ra cái này Long Gia rất đáng sợ, vậy chỉ biết là Long Gia đến từ Kinh Thành. Kinh Thành nước rất sâu, núp ở Kinh Thành sau lưng những cái kia võ đạo gia tộc. Thậm chí liền kinh thành cao cấp quyền thế đều phải cho bọn họ mặt mũi. Dù là vận dụng quân đội số liệu vậy không tra được kinh thành vậy mấy cái võ đạo gia tộc bất kỳ tin tức nào. Chỉ vì là bọn họ đã đứng ở Hoa Hạ đỉnh. Mà từ những gia tộc này đi ra ngoài con cái thậm chí còn thủ hạ cũng cắm rễ ở Hoa Hạ các lĩnh vực kim tự tháp tột đỉnh. Đầu mối hoàn toàn chặn. Diệp Thần cũng không gấp trước đi kinh thành, mặc dù hắn bây giờ thực lực rất mạnh. Thậm chí sau lưng có nghịch thiên luân hồi mộ địa, nhưng là hắn vây cánh còn chưa đầy đặn, tùy tiện xông vào, gặp không thấy đến Long gia cũng không nhất định. Một buổi chiều, Diệp Thần cơ hồ đều ở căn cứ, La Vân Thiên ở biến mất trước, ở hắn đầu óc nhét vào một cổ cường đại tin tức lưu. Trong đó có trước không thiếu quyền sát tông võ. Diệp Thần tùy tiện lấy ra hai bản phổ thông chiến đấu võ giao cho những thứ này Long hồn chiến sĩ. Đối với Diệp Thần mà nói là phổ thông, nhưng là đối với bọn họ Long Hồn mà nói nhưng mà chân bảo hiếm thế. Chỉ một mấy giờ, đứng ở bên cạnh Lôi Thụ Vĩ liền phát hiện những thứ này Long Hồn chiến sĩ thực lực lại có thể đang cấp tốc leo lên. Cái này độ tiến triển thật là khủng bố. Hắn quả đấm cầm chặt, cảm thấy mời Diệp Thần đơn giản là hắn đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Đến buổi chiều 4 giờ, Diệp Thần liền chuẩn bị rời đi. Hắn cái này tổng giáo quan vậy coi là hết tình hết nghĩa, vậy hai bản võ đủ đám người này tiêu hóa tốt một hồi. Còn như lần sau lúc nào tới, liền xem tâm tình, một tháng, nửa năm, hoặc là một năm cũng có thể. Dù sao hắn không có bất kỳ trói buộc nào. Trở lại Ninh Ba,
Lôi Thụ Vĩ chủ động đưa Diệp Thần trở lại thang thần nhất phẩm. Diệp Thần mới vừa dự định xuống xe, Lôi Thụ Vĩ nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong túi cầm ra hai kiểu đồ, Diệp tiên sinh, chờ một chút, hai thứ này cho ngươi. Diệp Thần nhìn lướt qua, phát hiện là hai bản nho nhỏ giấy chứng nhận. Trong đó một bản toàn thân màu đen, cực kỳ thần bí, mở ra vừa thấy, phía trên bất ngờ viết năm chữ, Long Hồn Tổng Giáo Quan. Còn như khác một bản chính là màu xanh lá cây, nhìn như có chút phổ thông, nhưng là nội dung bên trong nhưng cực kỳ không bình thường cấp bậc thiếu tướng. Con dấu trực tiếp là Hoa Hạ quyền lực tối cao cơ quan. Diệp Thần hơi ngẩn ra, trước một bản khá tốt hiểu, sau một bản vậy là cái gì tình huống? Lôi Thụ Vĩ gặp Diệp Thần nghi ngờ, liền giải thích, Diệp tiên sinh, trước mặt một bản ngươi cất giấu là được, tốt nhất không muốn hiển lộ cho người khác. Còn như phía sau cái này một bản, là Hoa Hạ vị kia thủ trưởng và mấy vị đương cục nhất trí thảo luận kết quả, ở rất nhiều địa phương cũng có thể sử dụng đến. Đối với ngươi không có bất kỳ trói buộc nào, vậy sẽ không ảnh hưởng ngươi cái gì, lần này Hoa Hạ cơ hồ là phá tiền lệ, mời Diệp tiên sinh không nên cự tuyệt. Diệp Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng là đối phương nói như vậy, liền gật đầu một cái, tiện tay bỏ vào túi. Những thứ này vật ngoại thân đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng được, nếu như đến lúc đó có thể giải quyết một ít phiền toái nhỏ cũng không tệ. Đi! Lôi Thụ Vĩ nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, rơi vào trầm tư. Nước cờ này là Hoa Hạ đi cờ hiểm. Vị kia thủ trưởng nhận chịu không nhỏ áp lực và chỉ trích. Hoa Hạ từ khai quốc đến bây giờ, còn không có phá quy định đã cho loại này chức vụ. Diệp Thần mặc dù rất mạnh, nhưng là thật đáng vị kia làm như vậy. Đêm hôm đó, hắn không nhịn được mở miệng, ở Trung Nam Hải hỏi vị kia. Vị kia đứng ở trước cửa sổ sát sàn, chỉ trả lời hắn một câu nói, TQ có hắn, bách chiến không sợ. Thang thần nhất phẩm lầu cuối. Diệp Thần mới vừa mở cửa, vốn muốn đi nhìn một chút tôn gì thế nào. Kết quả một đạo xinh đẹp ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước cửa. Tôn, lời đến khóe miệng, Diệp Thần lại nuốt xuống, Nhược Tuyết, ngươi trở về à? Hạ Nhược Tuyết ăn mặc áo đầm, khí chất yên nhiên. Nàng ánh mắt nhìn lướt qua Diệp Thần, nói đùa, ngươi tên này không nhìn ra à, lại có thể âm thầm có một bộ thang thần nhất phẩm nhà, tại sao ban đầu chúng ta ba người chen đến nhỏ như vậy khu nhà đại đô, ngươi không nói đâu. Có phải hay không cảm thấy ít một chút có thể chiếm hai người chúng ta tiện nghi của nữ sinh? Diệp Thần cười một tiếng, ta cũng mới vừa vào ở, người không thể oan uổng ta, giống như ta chính trực như vậy người đàn ông há sẽ chiếm các người tiện nghi. Xì. Hạ Nhược Tuyết cười lên, nhàn nhạt má lúm đồng tiền và môi đỏ mọng phối hợp lại, không thể không để cho Diệp Thần xúc động, nhất tiếu khuynh thành nói chắc là loại này đi. Không làm khó dễ ngươi, đúng rồi. Ngươi ngày hôm nay đi nơi nào? Một buổi chiều cũng không gặp được ngươi người, tôn gì cũng oán trách, ngươi đi xuống lầu mua một thức ăn lại có thể mua mấy giờ, cũng may sau đó có người đưa món ăn lên, nếu không ngươi chờ một hồi tuyệt đối phải bị tôn gì nói. Hạ Nhược Tuyết nói, nàng tâm tình hiển nhiên không tệ. Tiệc sinh nhật sau đó, mẫu thân mặc dù và nàng nói rất nhiều, nhưng là thời gian ngắn tới xem, sẽ không để cho nàng hồi tỉnh Chiết Giang. Phiền toái duy nhất chính là Tần gia, bất quá nghe nói tỉnh Chiết Giang Tần gia một ít nhân vật trọng yếu gần đây đều đi núi Nga Mi, vẫn chưa về. Bao gồm Tần gia vị thiếu gia kia. Thời gian ngắn hẳn không có chuyện gì. Diệp Thần nhìn lướt qua, phát hiện Tôn Di đang ở bên trong nấu cơm, đậm đà mùi thơm thức ăn cả nhà cũng có thể ngửi được. Trên bàn đã có mấy mâm thức ăn, đều là hắn thích ăn, nuốt nước miếng một cái, liền trả lời, đi một cái gì căn cứ. Giúp điểm bận bịu. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh Tôn Di liền bưng thức ăn đi ra, các người hai cái ngu đứng ở nơi đó làm gì vậy, ăn cơm. Mặt nàng sắc có chút bối rối, trộm nhìn lén Diệp Thần một cái. Được rồi. Ba người vào ngồi. Diệp Thần nhìn trước mặt món ngon, cùng với bên người hai vị mỹ nữ, cảm thấy loại cuộc sống này thật ra thì cũng không tệ. Chí ít không cần như vậy thần kinh căng thẳng. Ban đầu ở Côn Lôn hư bên trong, liền ngủ hắn cũng cảm thấy một loại xa cầu, vừa nhắm mắt có thể xảy ra số mệnh thì biết lặng lẽ ngừng. Cùng lúc đó, Ninh Ba đài võ đạo. Ba vị ông già tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy gãy lìa sụp đổ đài võ đạo, con người nghiêm túc.
Bọn họ chính là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội phái tới ba vị cường giả, Mã Vĩ Kỳ, Tô Nguyên Tu, Thôi Trấn. Trong ba người bất kỳ một vị và Viên Cảnh Phúc so với, chỉ biết mạnh, không biết yếu. Trong đó Mã Vĩ Kỳ và Tô Nguyên Tu đồng dạng cũng là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội phó hội trưởng. Thân phận đặc thù, có thể gặp Đường Ngạo đối với Viên Cảnh Phúc chết có bao nhiêu để ý. Cái này đài võ đạo gãy lìa hẳn không phải là Viên Cảnh Phúc nơi là, các người xem cái này dấu vết, hoàn toàn là bị một cổ vô cùng lực lượng mạnh từ bên trong chấn vỡ. Loại này lực lượng không giống như là cổ võ giả nơi là. Mã Vĩ Kỳ nhíu mày nói. Ý ngươi là Ninh Ba có loại người như vậy qua lại. Tô Nguyên Tu kinh ngạc nói. Một mực không nói gì Thôi Trấn sắc mặt đại biến, hắn biết Tô Nguyên Tu trong miệng loại người như vậy là ý gì. Mấy năm này, bọn họ phát hiện, Hoa Hạ võ đạo giới không chỉ có cổ võ giả tồn tại, còn có một loại dị loại. Người tu luyện. Loại người này có thể nói là võ đạo trong nhất là đỉnh cấp tồn tại, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ không có gặp qua, chỉ bất quá nghe nói mà thôi. Loại người này không biết tới từ nơi nào, thủ đoạn quỷ thần khó lường, thực lực cực kỳ khủng bố. Mã Vĩ Kỳ lắc đầu một cái, không xác định, khả năng này rất nhỏ, nếu như là Đường hội trưởng như vậy tồn tại, cũng có thể miễn cưỡng làm được. Có phải hay không là cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử? Căn cứ điều tra, Diệp Thần biến mất 5 năm, 5 năm này có thể hay không có kỳ ngộ gì. Thời gian 5 năm, thì có chém chết tông sư năng lực, tuyệt đối có vấn đề. Tô Nguyên Tu mở miệng nói. Mã Vĩ Kỳ sờ một cái râu, rơi vào trầm tư, hồi lâu, hắn mở mắt ra, nói, chúng ta ngày hôm nay tra xét hết thảy tin tức, điểm khả nghi quá nhiều, những cái kia lúc ấy tại chỗ Ninh Ba võ giả miêu tả cũng không cho phép xác thực. Đưa đến chúng ta không cách nào trả lại như cũ lúc ấy viên phó hội trưởng trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, duy nhất có thể giải thích đây hết thảy cũng chỉ có cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử. Đường hội trưởng nói qua, nếu như không có bất kỳ đầu mối nào, trực tiếp hỏi trách thằng nhóc kia. Dưới mắt nếu đều là ngõ cụt, vậy chúng ta liền từ trên người tiểu tử kia ra tay đi. Ta đây là tò mò, cái này Diệp Thần có năng lực gì chém chết nhiều như vậy tông sư? Được. Một lần sau buổi cơm tối, Diệp Thần bội cảm thỏa mãn. Bởi vì ăn quá đầy đủ, Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di liền chuẩn bị đi vùng lân cận mới mở một cửa hàng tổng hợp đi dạo một chút. Mặc dù mời Diệp Thần, nhưng là trực tiếp bị cự tuyệt. Diệp Thần chuẩn bị đi một chuyến Giang Bắc Đại học, Uông Vũ Hằng lần trước ở trường học bị thương cũng không sai biệt lắm tốt lắm. Không biết mình cho hắn tu luyện thế nào. Nếu như Uông Vũ Hằng tu luyện không tệ. Có cơ hội ngược lại là có thể hỏi một chút xem tên này có không có gia nhập Long Hồn dự định. Hắn thành tựu tổng giáo quan, điểm nhỏ này bếp vẫn là có thể mở. Dĩ nhiên, cái này hết thảy đều phải nhìn đối phương thiên phú và thực lực. Diệp Thần đi xuống lầu, bản dự định đón xe, một chiếc xe Mercedes chậm rãi lái tới. Trên xe xuống một cái trung niên nam tử, cung kính nói, thủ trưởng, người phải ra cửa sao? Nghe được thủ trưởng cái này hai chữ, Diệp Thần ngay tức thì liền kịp phản ứng. Chỉ có người quân đội, thuộc hạ mới có thể xưng hô như vậy thượng cấp. Lôi Thụ Vĩ để cho ngươi tới. Trung niên nam tử gật đầu một cái, Long Hồn cân nhắc đến thủ trưởng xuất hành, liền ở chung quanh an bài một chiếc xe, lần này là ta phụ trách, thủ trưởng có thể kêu ta tiểu đặng. Cũng tốt. Diệp Thần trực tiếp lên xe Mercedes, cũng phân phó nói. Sau này đừng gọi ta cái gì thủ trưởng, kêu ta Diệp Thần hoặc là Diệp Tiên Sinh đi. Diệp Tiên Sinh, tiểu đặng trở lại chỗ điều khiển, hỏi, Diệp Tiên Sinh, ngài tính toán đến đâu rồi? Giang Bắc Đại học. Nửa giờ sau đó, Giang Bắc lớn học được. Diệp Thần để cho tiểu đặng ở bên ngoài chờ, mình thì đi tới Nam Ngủ Thiên Chiếc. Uông Vũ Hằng đã sớm ở phía trên chờ, khi thấy Diệp Thần, Uông Vũ Hằng một mặt kích động, thần ca. Ngươi cho ta vật kia thật lợi hại. Ta bây giờ tu luyện tới tầng thứ nhất, cảm giác trên người mình tràn đầy nổ vậy lực lượng. Diệp Thần thần sắc bình thản, ngươi vung ra một quyền cho ta xem. Được. Uông Vũ Hằng ngưng tụ đan điền còn sót một tia chân khí, bước chân đạp một cái, một quyền đập vào không khí trên. Mơ hồ có chút không bạo tiếng, nhưng là rất nhẹ, cơ hồ có thể không đáng kể. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không tệ lắm. Dựa vào mình tu luyện có thể đạt tới cái hiệu quả này, đã rất khá.
Sau đó, Diệp Thần móc ra 10 viên thuốc, đưa cho Uông Vũ Hằng, giao phó nói, mỗi tuần ăn vào một viên đan dược, thân thể sẽ có chút khó chịu, nhưng là phải nhịn ở, sau đó vận chuyển vậy bộ công pháp, người sẽ có không tưởng được thu hoạch. Uông Vũ Hằng quả đấm nắm chặt, vô cùng nghiêm túc nói, thần ca. Hắn biết, trước mắt cái này người thanh niên hoàn toàn thay đổi vận mạng hắn. Hắn bây giờ đã có một ít bảo vệ phụ mẫu năng lực, hắn hy vọng thực lực mình mạnh hơn nữa lần trước chút, như vậy phụ mẫu cũng không cần dậy sớm khi trời còn tối đi vợ chồng sạp thịt nướng, cũng sẽ không có người lại khi dễ bọn họ, chí ít hắn có tư cách bảo vệ bọn họ. Hắn thậm chí có chút thời điểm còn muốn, nếu như 5 năm trước, Diệp Thần bị người người kêu làm phế vật thời điểm, hắn không đứng ra, không chùn bước giúp đỡ Diệp Thần, còn biết có bây giờ hết thảy sao. Diệp Thần ở trên sân thượng chỉ đạo Uông Vũ Hằng một tiếng, gặp thời gian không sai biệt lắm tới, liền đứng dậy rời đi, để cho Uông Vũ Hằng tiếp tục ở trên trời chiếc tu luyện. Hắn mới ra liền Giang Bắc Đại học cửa trường, một vị ông già liền chắn trước mặt hắn. Mặc dù không có phóng thích võ đạo hơi thở, nhưng là một cổ ý uy hiếp xông vào mũi. Chính là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội phái tới một người trong đó Tô Nguyên Tu. Trên xe Tiểu Đặng phát hiện cái gì, vội vàng xuống xe, hỏi, Diệp tiên sinh, có cần hay không thông báo Long? Ngươi liền nán lại trên xe, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thần nói. Nói xong, liền bất đồng Tiểu Đặng phản ứng, tự mình hướng Giang Bắc Đại học cạnh một nơi công trường đi. Tô Nguyên Tu tròng mắt híp lại, tự nhiên đi theo lên. Không lâu lắm, hai người đều tới công trường, bởi vì ban đêm không có thi công, rất là thanh tĩnh. Tô Nguyên Tu sờ một cái râu, dẫn đầu mở miệng trước, ngươi chính là Diệp Thần. Ta cũng không nhìn ra ngươi có cái gì bản lãnh à. Diệp Thần thần sắc lạnh như băng, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút ra một cây nhét vào trong miệng, đốt. Nói đi, ai phái ngươi tới, mục đích gì? Hắn thanh âm rất là bình thản. Không sợ hãi chút nào. Tô Nguyên Tu ngược lại là không nghĩ tới chết đến ập lên đầu thằng nhóc này lại còn như thế ổn định, thậm chí còn hút thuốc. Có mấy cái cổ võ giả còn hút thuốc. Hắn thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói, người bây giờ chỉ có một lựa chọn, nói cho ta ngày đó đài võ đạo rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn có viên cảnh phúc kết quả là chết như thế nào. Diệp Thần bừng tỉnh, khóe miệng phát họa một đạo độ cong, dập tắt trong tay khói. Nói, ngươi và tên kia như nhau cũng là vậy cái gì vũ điệu đoàn. Vũ điệu đoàn. Tô Nguyên Tu đầu tiên là sững sốt một chút, chợt kịp phản ứng, gần từng chữ một, là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội. Tỉnh Chiết Giang vũ điệu hiệp hội. Tô Nguyên Tu hoàn toàn nổi giận, sắc mặt đỏ lên, gầm hét lên, Diệp Thần ngươi chớ thách thức ta ranh giới cuối cùng. Ta nói một lần chót, là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội. Không phải khiêu vũ. Là võ đạo hai chữ. Nếu như ngươi lại không trả lời ta vấn đề, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Tô Nguyên Tu uy hiếp nói. Diệp Thần có nhiều thú vị gật đầu một cái, thừa nhận nói, viên cảnh phúc là ta giết. Tô Nguyên Tu ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể sẽ như thế lưu loát thừa nhận, tên này không phải sau lưng hẳn còn có cường giả sao. Chẳng lẽ hắn dự định hết thảy hậu quả mình gánh vác? Hắn vừa định câu hỏi. Diệp Thần vậy thanh âm đạm mạc tiếp tục vang lên. Còn nữa, ngươi cũng là ta giết. Tô Nguyên Tu ngẩn ra, trên mình phun trào ra kình khí, muốn giết ta, ngươi cũng phải có cái này tư cách. Nếu như ngươi để cho sau lưng ngươi người tới cứu ngươi, ngược lại là còn có một chút con đường. Nếu ngươi như thế không phối hợp, vậy ta hôm nay liền phế bỏ tay ngươi chân, tự mình mang về tỉnh Chiết Giang. Một giây kế tiếp, Tô Nguyên Tu đầu gối cong. Quay lại bùng nổ, cả người giống như đạn đại bác vậy xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, ở sắp đến gần Diệp Thần sát na, năm ngón tay khép lại, kinh khí tựa như ngưng tụ thành một cái lưỡi đao, hung hãn hướng Diệp Thần bả vai chém tới. Khí thế bừng bừng, một khi rơi xuống, đủ để chặt đứt Diệp Thần một cánh tay. Đây là hắn thành danh võ đoạn cốt nhận. Lại là mượn này chặt đứt ước chừng 99 vị cường giả cánh tay. Xem ra trước mắt tiểu tử sắp thành là thứ nhất trăm vị. Rào rào. Đoạn cốt nhận đã chém vào Diệp Thần trên cánh tay. Vô cùng ung dung. Nhưng là, Tô Nguyên Tu sắc mặt nhưng thay đổi. Bởi vì không có một giọt máu tươi tràn ra, cũng không có cánh tay rơi xuống. Đây là tàn ảnh. Làm sao có thể,
tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy. Còn không chờ Tô Nguyên Tu kịp phản ứng, sau lưng truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, xem ngươi một cái lão xương, lại để cho ngươi một chiêu sau đó, ngươi phải quỳ xuống ta trước mặt dập đầu. Tô Nguyên Tu con ngươi thoáng qua vẻ tức giận, hắn Hoa Hạ tông sư bảng thứ 334 tên. So viên cảnh phúc cao hơn dòng dã mấy chục tên. Há có thể bị tiểu tử này làm nhục. Chân hắn bước đạp một cái, cả người nhảy lên, ống tay áo bây giờ lại là xuất hiện một cái sắc bén ngắn dao găm, rét lạnh cực kỳ. Kinh khí từng cơn, hóa thành một đạo chết độ cong hướng Diệp Thần xóa đi. Nhưng là kết quả lại là liền Diệp Thần quần áo cũng không chạm được tới. Một chiêu đến, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, sau đó dưới chân vận chuyển Thương Long Huyễn Thân Quyết, ngay tức thì xuất hiện ở Tô Nguyên Tu trước mặt. Tô Nguyên Tu cảm giác được không đúng, vừa định trong tương lai rút lui, đã không còn kịp rồi. Diệp Thần chân khí phun trào, mang theo cực mạnh sát khí một chưởng vỗ xuống. Trực tiếp vỗ vào Tô Nguyên Tu bả vai trên. Rắc rắc, Tô Nguyên Tu đúng cái cánh tay bị tháo xuống. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm giác một cổ bài sơn đảo hải lực lượng từ trên trời hạ xuống. Hắn căn bản không nhịn được à. Ken két, hai thân. Hắn đầu gối vỡ vụn, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người. Đây vẫn chưa kết thúc. Diệp Thần bắt được đầu đối phương lô chợt hướng mặt đất đập tới. Ta Diệp Thần nói là làm, một chiêu sau đó, ngươi tất thần phục. Bành! Tô Nguyên Tu đầu hung hãn nện xuống đất. Hắn cơ hồ mặt đầy máu tươi, trời đất quay cuồng. Giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Thần sau lưng cây bản không có cường giả gì. Cường giả chân chính là chính hắn. Viên cảnh phúc là Diệp Thần giết. Đài võ đạo cũng là Diệp Thần hủy. Ai có thể nghĩ tới một cái hơn 20 tiểu tử biến mất 5 năm lại nắm giữ như vậy quỷ thần khó lường võ đạo thực lực. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, trên mặt truyền tới đạo ý để cho hắn vô cùng thanh tỉnh. Tên này chính là một biến thái, chính cống biến thái. Ngươi thực lực mặc dù rất tốt. Nhưng là ngươi không có lợi dụng thân thể người thần bí nhất tồn tại đan điền, hơn nữa thân pháp của ngươi quá rác rưới đến ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nếu như không có đột phá đến khí động cảnh, hắn có thể thật không phải là đối thủ của người này, nhưng là sau khi đột phá, hơn nữa là Vân Thiên cho hắn một phần trí nhớ, hắn thực lực cơ hồ có long trời lỡ đất thay đổi. Tô Nguyên Tu sắc mặt tái nhợt. Vô tận sợ hãi, giống như cuốn lên một hồi mưa to gió dữ, ở hắn trong lòng không ngừng tàn phá. Đan điền, thân pháp, ngươi lại có thể thật là người tu luyện, Tô Nguyên Tu thanh âm hoảng sợ vang lên. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới, đối phương hiểu ngược lại là rất nhiều, hắn giữ lại đối phương cổ, nói, lần này lại có bao nhiêu người tới Ninh Ba, bọn họ ở nơi nào. Tô Nguyên Tu không nói gì. Hắn một khi bại lộ hai người này vị trí, kết quả tất nhiên và hắn như nhau. Đến lúc đó ba vị tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội người cũng chết, vậy đối với tỉnh Chiết Giang mà nói nhất định chính là động đất à. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, mình một khi nói ra, vậy sống không nổi nữa, dẫu sao hắn biết Diệp Thần trên người bí mật. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ngươi chắc chắn không nói. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới tên này như vậy quật cường. Thậm chí liền cầu xin tha thứ dự định cũng không có. Đột nhiên, Tô Nguyên Tu chợt xòe bàn tay ra, còn sót lại kình khí ngưng tụ, bành, một chưởng hung hãn vỗ vào mình trên ngực. Phốc! Hắn máu tươi tràn vào liền đi ra, cả người cực kỳ suy yếu, càng hướng mặt đất ngã xuống. Diệp Thần, ta thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Còn nữa, tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội người nếu như biết ta tối nay chưa có trở về đi. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha! Lời nói rơi xuống, Tô Nguyên Tu lại khạc ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn mất đi sức sống. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhìn trước mặt thi thể có chút ngưng trọng. Thà tự sát vậy không muốn trả lời ta vấn đề, xem ra sự việc có chút khó giải quyết đứng lên. Diệp Thần gọi một cú điện thoại cho Nam Giang Vương, để cho hắn tới xử lý thi thể, đồng thời để cho hắn điều tra tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội tất cả tư liệu. Loại này tồn tại, đối với hắn mà nói tất nhiên là uy hiếp. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Tô Nguyên Tu túi điện thoại vang lên. Diệp Thần ngẩn ra,
lòng bàn tay chân khí ngưng tụ, điện thoại di động đó liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ấn nút tiếp nghe, một giọng già nua vang lên, Nguyên Tu, cái đó Diệp gia phế vật gặp được sao? Nếu như đối phương phản kháng, dù sao cũng không nên giết chết, Đường hội trưởng phải sống. Bên đầu điện thoại kia gặp không có động tĩnh, cảm thấy không đúng, đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Điện thoại đột nhiên cắt đứt. Diệp Thần mang Tô Nguyên Tu điện thoại di động hướng cửa trường học đi, Tiểu Đặng đang ở nơi đó lo lắng chờ đợi. Hắn gặp Diệp Thần tới, mới thở dài một hơi, Diệp tiên sinh, ngài phải về thang thần nhất phẩm sao? Diệp Thần đem điện thoại di động đó đưa cho Tiểu Đặng, Long Hồn mới có thể xác định vị trí số điện thoại di động tin tức đi, người giúp ta điều tra điện thoại di động này mới nhất mấy điện thoại. Tiểu Đặng thận trọng nhận lấy điện thoại di động, Diệp tiên sinh. Thang thần nhất phẩm lầu cuối, mật thất. Diệp Thần trên tay đã có một phần tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp hội tư liệu. Hắn vốn lấy là tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp hội chẳng qua là giống vậy thế lực, bây giờ nhìn lại, hắn sai rồi. Tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp hội thế lực rắc rối phức tạp. Dính dấp tỉnh Chiết Giang dòng dã 12 cái võ đạo gia tộc. Không chỉ như vậy, trong đó còn có mấy cái chưa có tới trải qua tồn tại, Diệp Lăng Thiên dùng hết tất cả thủ đoạn vậy đều không tra được. Tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp hội thành lập ước chừng 100 năm, lịch sử và nội tình đều là cực kỳ lâu đời. Mỗi để mặc hội trưởng ở tỉnh Chiết Giang đều là dậm chân một cái thì biết đưa tới tỉnh Chiết Giang thế cục động đất tồn tại. Mà đây để mặc hội trưởng kêu Đường Ngạo. Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 189 tên. Vượt qua xa viên cảnh phúc mấy trăm tên. Thực lực thông thiên. Hơn nữa đây là 2 năm trước số liệu, cũng không ai biết cái này 2 năm, Đường Ngạo thực lực kết quả tới cái gì bước. Không chỉ như vậy. Đường Ngạo lại là tỉnh Chiết Giang cao cấp võ đạo một trong những gia tộc Đường gia gia chủ. Mình tối nay giết chết Tô Nguyên Tu là một vị phó hội trưởng, và viên cảnh phúc thân phận giống nhau, Hoa Hạ Tông Sư bảng xếp hạng 334 tên. Diệp Thần đánh giá một chút, hắn bây giờ thực lực chân chính hẳn là Hoa Hạ Tông Sư bảng 300 tên trước, còn như có thể hay không đến 200 tên liền không xác định. Cho nên trước mắt mà nói, Đường Ngạo tồn tại đối với hắn mà nói là một cái uy hiếp. Diệp Thần đem văn kiện đặt ở một bên, lấy ra đá màu đen, cầm ở lòng bàn tay, một cổ vắng lặng ý cuốn tới. Toàn bộ gian phòng thật giống như bỗng nhiên biến mất, hắn đưa thân vào trong luân hồi mộ địa. La Vân Thiên mộ bia đã biến mất. Còn dư lại 99 tòa mộ bia cơ hồ ảm đạm, duy chỉ có một tòa mộ bia có một chút biến hóa. Chữ viết phía trên cực kỳ mịt mờ. Diệp Thần loáng thoáng có thể nhận ra mấy chữ Trần Kình Thương. Còn như còn lại mấy chữ, hắn liền nhận không được. La Vân Thiên biến mất trước nói với hắn, phía sau 99 người chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Dưới mắt, cái này Trần Kình Thương hẳn là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Chỉ bất quá muốn gặp vị này đại năng, hắn cảnh giới bây giờ xa xa không đủ. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần buông xuống đá màu đen, uống mấy viên thuốc. Mùi thuốc nồng nặc ở trong thân thể nổ bể ra, đồng thời hắn vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết. Một cổ cực mạnh hơi thở từ trong đan điền xông ra. Bước vào đến khí động cảnh tầng thứ nhất, Diệp Thần có thể cảm giác được rõ rệt Cửu Thiên Huyền Dương Quyết vậy phát sanh biến hóa, thật giống như có một dòng nước ấm ở trong thân thể lưu chuyển. Vận chuyển hiệu suất đề cao thật lớn. Đây tột cùng là hiệu quả, vẫn là bởi vì mình thiên phú. Không lâu lắm. Diệp Thần quanh thân xuất hiện một cái kim long hư ảnh. Kim long hư ảnh ở Diệp Thần quanh thân bàn lượn quanh, đạo đạo long ngâm vang lên, uy chấn thiên hạ. Nhưng là Diệp Thần không phản ứng chút nào. Tu luyện đến rạng sáng 4 giờ, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, một tiếng gầm lên, khí tức trên người hướng 4 phương 8 hướng vọt tới. Đúng dãy lầu nhất thời lại truyền tới một đạo động đất. Bất quá hơi thở này rất nhanh liền bị Diệp Thần khống chế được. Chấn cảm rất là nhẹ, có chút ngủ say người căn bản không có quá lớn phản ứng. Cho dù có vài người kịp phản ứng, chấn cảm vậy dần dần biến mất. Từ thang thần nhất phẩm lần trước động đất sau khi phát sinh, vào ở trước tiên thật to giảm thiếu. Dẫu sao ở nơi này đều là nhà giàu cao cấp, tự nhiên không thể nào liền chỗ này bất động sản. Chân chính phiền não là khai phát bất động sản. Bọn họ cố ý ở thang thần nhất phẩm sắp xếp một máy nước ngoài vào bến chấn cảm kiểm chắc nghi. Lần này lần nữa kiểm tra đến chấn cảm,
Mặc dù chấn cảm cấp số không có lần trước cao, nhưng là đủ để cho bọn họ lòng đại loạn. Diệp Thần thở ra một ngụm chọc khí, mang tới điện thoại di động. Một đêm có mấy điện thoại đánh tới, không ra ngoài dữ liệu đều là long hồn. Diệp Thần gạt trở về, bên đầu điện thoại kia truyền tới Tiểu Đắng thanh âm, Diệp tiên sinh, ngài muốn ta tra tin tức có kết quả, vậy hai cái dãy số xác định vị trí đều ở đây Ninh Ba khách sạn Thiên Hy, chúng ta thông qua quân đội quyền hạn, tham gia khách sạn hệ thống, đi qua so sánh, không có tra được tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội người, phỏng đoán ghi danh khách sạn tin tức là thông qua người khác. Bất quá có một chút có thể khẳng định, bọn họ tất nhiên ở tại khách sạn Thiên Hy phòng Tổng thống. Chúng ta lại so với tất cả chuyến bay, đoàn xe tin tức cùng với tỉnh Chiết Giang cao tốc, đi qua trong một đêm cố gắng, cuối cùng tra được tin tức cụ thể, lần này tới Ninh Ba, tổng cộng có 3 vị tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội người, theo thứ tự là Mã Vĩ Kỳ, Tô Nguyên Tu, Thôi Trấn. Cái này 3 người ở tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội địa vị đều không thấp, thực lực vậy rất mạnh. Có cần hay không long hồn tham gia đàm phán, Hoa Hạ đương cục làm áp lực, hẳn có thể để cho bọn họ thu liễm một chút. Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu một cái, không cần, ta có thể xử lý. Diệp tiên sinh. Điện thoại cúp, Diệp Thần rơi vào trầm tư. Mình coi như giết cái này hai người, tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội đối với mình trả thù cũng không biết dừng lại. Trừ phi đem tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội nhổ tận gốc. Nhưng là lấy hắn bây giờ thực lực, đối với Đường Ngạo, có quá nhiều không xác định tính. Tỉnh Chiết Giang, hắn là nhất định phải đi, nhưng là tuyệt đối không phải bây giờ. Ít nhất phải ở đó Trần Kình Thương mộ bia hoàn toàn dẫn động sau. Hắn đã để cho người ở tỉnh Chiết Giang mua vào liền một nơi biệt thự, đến lúc đó hắn trực tiếp vào ở là được. Hơn nữa tập đoàn Thiên Chính sản phẩm lập tức phải đưa ra thị trường, đến khi phát triển không sai biệt lắm. Tự nhiên muốn ở tỉnh Chiết Giang cắm rễ. Hơn nữa Diệp Lăng Thiên thế lực cùng với Long Hồn chi nhánh đều ở đây tỉnh Chiết Giang. Hắn thật ra thì đi tỉnh Chiết Giang so ở Ninh Ba còn có bảo đảm. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là vậy còn dư lại hai cái tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội người. Giết hay là không giết? Đột nhiên Diệp Thần nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Hắn ngược lại là quên một chuyện. Muốn một cái người bảo thủ bí mật, trừ chết, còn có một cái biện pháp. Đó chính là để cho bọn họ thề thần phục. Ô Hạng Minh chính là ví dụ tốt nhất. Khách sạn Thiên Hy, một nơi phòng Tổng thống. Mã Vĩ Kỳ và Thôi Trấn hai người đang ở đi qua đi lại, chán vặn thành chữ xuyên. Tô Nguyên Tu đến bây giờ vẫn chưa về. Hơn nữa trước cái đó không tiếng động điện thoại, một loại dự cảm bất tường ở hai người trong lòng quấn quanh. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Hy vọng Tô Nguyên Tu bởi vì một ít sự việc trì hoãn. Bọn họ vốn định gọi điện thoại cho Đường hội trưởng, nhưng là cái điểm này, bọn họ làm sao dám đánh. Nếu như là thứ nhất quả đen, cái này không khác nào trêu đùa Đường hội trưởng. Đến lúc đó Đường hội trưởng tức giận, bọn họ đều sẽ chết rất khó xem. Thôi Trấn, điện thoại di động sau cùng tọa độ biểu hiện ở Giang Bắc Đại học vùng lân cận. Người đi xem qua, có phát hiện hay không cái gì khác thường. Mã Vĩ Kỳ mở miệng nói. Thôi Trấn lắc đầu một cái, ta đi vùng lân cận xem qua, không có bất kỳ Tô Nguyên Tu hơi thở, không xác định là bị người thanh trừ, vẫn là Tô Nguyên Tu sớm rời đi. Dựa theo Tô Nguyên Tu tính cách, không thể nào đến bây giờ còn không trở lại, không chờ được. Khẳng định xảy ra chuyện, Mã Vĩ Kỳ con người cực kỳ nghiêm túc, lại là hạ quyết tâm nói, không quản được nhiều như vậy. Nếu Tô Nguyên Tu xảy ra chuyện, vậy chỗ tối nhất định là có người bảo vệ Diệp Thần, lấy ta hai người chúng ta thực lực có chút khó giải quyết, lập tức thông báo Đường hội trưởng. Được, Thôi Trấn mới vừa cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị phát hình điện thoại, một đạo đao gió phá không tới. Trực tiếp bắn vào điện thoại di động hắn trên. Điện thoại di động nổ tung, tại chỗ hóa là mảnh vỡ. Không tốt, có người tới. Mã Vĩ Kỳ mới vừa kịp phản ứng. Một mặt cửa sổ sát đất ầm ầm vỡ vụn, một cái ăn mặc quần áo thường chàng trai rơi vào trước người bọn họ. Khi thấy cái này người thanh niên dáng vẻ, hai người con người bỗng nhiên co rúm một cái. Diệp Thần. Lại là Diệp Thần. Mã Vĩ Kỳ không do dự nữa, trong tay bắn ra một chuôi phi đao, hướng Diệp Thần chỗ hiểm đi. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần nếu sẽ xuất hiện ở nơi này,
vậy thì đồng nghĩa với Tô Nguyên Tu đã chết. Có thể giết chết Tô Nguyên Tu, cái này Diệp Thần tất nhiên không có điều tra như thế đơn giản. Diệp Thần bước chân đạp một cái, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Quỷ dị chuyện xảy ra. Vậy phi đao lại treo ở giữa không trung trong. Cút. Diệp Thần nhàn nhạt phun ra một chữ. Một giây kế tiếp, phi đao xoay ngược lại, phá không đi. Chặt đứt Mã Vĩ Kỳ Dâu. Sau đó gắt gao đóng vào vách tường trên, cường đại lực lượng thậm chí để cho phi đao không ngừng lay động. Thấy bức họa này mặt, Mã Vĩ Kỳ và Thôi Trấn con người cơ hồ trợn lên, sững sờ tại chỗ. Ngay cả hô hấp thậm chí đều ngừng. Đây là ngưng khí hóa tường. Thậm chí liền đường hội trưởng cũng không làm được sự việc à. Nhưng là bây giờ là thế đấy phát sinh ở một cái hơn 20 tuổi chàng trai trên mình. Quỷ dị đến mức tận cùng. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cái này còn là trong truyền thuyết Diệp gia phế vật sao? Ngưng khí hóa tường phế vật. Nếu như vậy Diệp Thần, đều phải là phế vật, bọn họ là cái gì? Diệp Thần trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, bỏ mặc hai người đảm nhiệm phản ứng gì. Hắn muốn chính là dùng hành động rung động tất cả mọi người, để cho bọn họ nội tâm tan vỡ và sợ hãi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua hóa đá hai người, mở miệng nói, các người không cần chờ Tô Nguyên Tu, hắn đã bị ta giết. Nếu quả thật muốn các loại, ta có thể đưa các người đi phía dưới các loại. Ý uy hiếp, cực kỳ rõ ràng. Mã Vĩ Kỳ và Thôi Trấn mặc dù đều là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội cao cấp cường giả, nhưng là giờ khắc này ở Diệp Thần trước mặt, bọn họ lại sinh ra nhỏ bé cảm giác. Mấu chốt đối phương từ tiến vào gian phòng bắt đầu, triệt để chiếm cứ quyền chủ động. Giờ phút này cả nhà đều bị trên người hắn tự ý bao trùm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.